Mặc dù là lắc quần nhưng mà quay đấy nhìn hơi phản cảm các bác ạ. Thôi quay vào đây. Em chào bác Nguyễn Thị Hiền nha. Hello bác Nina Nguyễn này. Hello tất cả các tình yêu của em nha. Trên 400 view bắt đầu đúng rồi, trên 400 view bắt đầu bán hàng nhá. Lên 1000 view tặng quà. Lên 1000 view tặng quà nha mọi người. Lên 400 view bắt đầu bán hàng, lên 1000 view tặng quà nhá. Tặng quà free nha mọi người ơi. Ok, bác Trà Giang comment cho Linh theo cú pháp kiểm tra đơn hàng kèm số điện thoại nha mọi người ơi. Ok, bây giờ là 438 view này và Linh sẽ bắt đầu bán hàng luôn nhá. Bắt đầu lên mã áo đầu tiên, mã áo đầu tiên là mã K1 nhá. Sale tại livestream ngày hôm nay còn 199k mã này nha mọi người. Mã này là 380k nha, em hot hit này, mọi người đã chờ bao nhiêu hôm rồi ạ. Hôm nay nói về các bác ơi, và áo của Linh là K1 nhá. Chốt cho đúng 30 bác đầu tiên thôi. Đây là K1, giá sale tại livestream là 199k và chân váy nha mọi người. Chân váy là K2 nhá, chân váy là K2, giá sale tại livestream là 350 nha mọi người. Ai lấy áo comment cho Linh K1, ai lấy váy comment K2, ai lấy nguyên set comment cho Linh K1 kèm K2 cộng số điện thoại nhá. Em cảm ơn bác Diệp Phương Linh nha. Trời ơi cảm ơn bác nhá. Không hở ngực các bác ơi, không hề hở nhá. Nó cố định ở đây rồi. Hôm nay có like giày chiến binh nha các bác. Thì 1000 view tặng quà mà mọi người, lâu lắm Linh không tặng quà mọi người nên là yêu cầu cao một chút, bởi vì em nghĩ là 1000 view dễ thôi. Nếu như các bác làm đúng cú pháp là đặt mỗi một sản phẩm thì chia sẻ 3 lần cho Linh ạ. Mọi người, Linh chỉ có màu này thôi nhá. Màu này mọi người chờ bao nhiêu hôm rồi này. Đây nè mọi người, 380k nhá. Sale còn 199k duy nhất tại livestream ngày hôm nay. Chốt cho đúng 30 người đầu tiên nhá. Hết 30 cái là hết sạch, không có hàng để bán nữa đâu ạ. Mọi người ơi, cả set này gồm áo 199 và váy 350 nhá. Ai lấy cả set comment cho Linh là K1 cộng K2 kèm số điện thoại nhá. Đây, Linh thả áo ra cho mọi người xem form áo ở trong nhá. Cái áo này thì mặc được rất là nhiều kiểu luôn nha mọi người. Mọi người có thể sơ vin vào để lộ cái vạt này không này, hoặc là có thể bỏ hẳn ra nhá. Bỏ hẳn ra như thế này. Thì đây, mọi người có thể mặc cái dáng này, hoặc là mặc sơ vin vào mặc theo cái dáng này nhá. Mọi người đang quên đặt hàng mà quên chia sẻ đấy ạ. Mọi người phải tự chốt đơn hàng cho mình nhá, bằng cách comment sau đó đi chia sẻ 3 lần cho Linh nhá. Là hôm nay hệ thống sẽ tự vào cho các bác là khách hàng đã đủ lượt tương tác và đã chốt hàng nha mọi người ơi. Đây nhá, kiểu mặc thứ hai là sơ vin tất cả đấy. Cầm cái vạt này vắt đằng sau sơ vin vài này. Và kiểu thứ ba là thắt đai da nha mọi người. Đây là K1 nhá. K1 giá sale 199k tại livestream nha mọi người ơi. Ok, em cảm ơn mọi người nhá. Chân váy là 350 đấy các bác, chân váy là 350k nhá. Còn áo là 380, sale còn 199k tại livestream nha mọi người ơi. Ai lấy áo comment K1, ai lấy váy comment K2 cho Linh nhá. Ai lấy nguyên set comment cho Linh là K1 cộng K2 kèm số điện thoại nha mọi người. Đây mọi người, Linh ghi bình luận về sản phẩm cho mọi người nhá. Đây nhá, áo K1 nhá. Cho mọi người đỡ phải hỏi nhiều ạ, bởi vì đầu livestream này rất là nhiều người mới vào. Áo K1 nhá. Áo K1 giá 380, sale 199 nhá.
380k này, sale 199. Đó. Và váy nhá, váy K2 350. Áo thì phố đi size 65kg vừa cho Linh nhá, không có cúc bác ơi. Áo là áo chui nhá, áo K1 nha mọi người. Áo phố đi size 65kg là cân nặng tối đa vừa mẫu này cho Linh nhá. Còn váy là đủ size SML nhá, cũng là 65kg cân nặng tối đa vừa size L của Linh nha. Mọi người ai lấy mã này comment cho Linh là K1 cộng số điện thoại. Đây là K2 nha mọi người, đây là K2 nhá. Ai lấy K2 comment là K2 kèm số điện thoại. K1 là áo, K2 là váy nhá. Ai lấy áo comment K1, ai lấy váy comment K2 cho Linh với ạ. Hello tất cả mọi người. Trời bây giờ vẫn còn chào em hả? Mọi người ơi, mọi người đang đặt hàng mà quên chia sẻ cho em nè. Mọi người hãy lưu ý nhá, là mọi người không cần hỏi Linh những câu hỏi là bác ơi bác đã chốt đơn cho em chưa. Bởi vì sao ạ? Bởi vì các bác là người tự chốt đơn cho mình nhá. Là bằng cách nào ạ? Bằng cách các bác comment cho em theo đây là cú pháp, mã sản phẩm kèm số điện thoại, sau đó đi chia sẻ livestream này 3 lần là các bác đang tự chốt đơn cho mình đấy ạ. Đây nha mọi người ơi, rất là xinh luôn nhá. Đây là K1 này, 380 sale tại livestream của 199 nhá. Ai lấy mã này comment cho Linh K1 kèm số điện thoại nha. Còn váy là K2 nha mọi người. Váy là K2, đây là quần vạt váy nhá. Đây này có size SML nhá, giá là 350 nha mọi người ơi. Rất là xinh luôn. Bao ngầu, bao chuốt. Đây, sơ vin vào này. Bỏ một cái vạt này ra này. Hoặc là các bác có thể sơ vin như thế này. Nhớ kéo cổ lại nhá. Đây. Rất là xinh luôn, nói chung mà kiểu nó cũng đẹp hết hơn ý. Ok mọi người, ai muốn kiểm tra đơn hàng comment cho Linh ở đây, kiểm tra đơn hàng kèm số điện thoại nha mọi người. Ok mọi người ơi, Linh sẽ like giày vào cuối livestream nhé, nên là mọi người đừng đi đâu cả nha mọi người. Đây là mã K1 nhá, đây là mã K1 và giá của nó là 199k sale duy nhất tại livestream ngày hôm nay nhá. Đúng rồi, cái áo này mặc được 3-4 kiểu liền nha mọi người ơi. Ai lấy mã này comment cho Linh là K1 kèm số điện thoại nhá. Ủa, cả một tháng rồi mọi người hỏi em là cái áo này đâu sao hôm nay chốt thưa vậy. Mọi người đây là K1 nhá. Áo là K1, Linh có ghi một bình luận về công ty sản phẩm đi ạ. Đó là áo K1 giá 380 199k và váy K2 là 350 nhá. Ai lấy K1 comment K1, ai lấy K2 comment K2 cho Linh nha. Trời ơi. Không, mọi người ơi, xin chắc không bán bộ thể thao cute, xin chắc bán đồ đen thôi. Thỉnh thoảng có một số đồ màu lôi ra sale cho mọi người để bán tri ân thôi mọi người ạ. Ok, em có thấy bác nhá. Mọi người hỏi gì hỏi đi ạ. Sao nóng thế nhỉ? Đây là K1 nha mọi người, K1 nhá và giá sale tại livestream là 380k. Ai lấy mã này comment cho Linh là K1 kèm số điện thoại nhá. Trời ơi, nhiều người kiểm tra đơn hàng quá trời ạ. Đây nha mọi người, áo rất là xinh luôn này. Em đi bác ơi, mọi người hỏi gì cứ hỏi nhá. Và ai đặt hàng thì cứ đặt nhá. Mọi người ơi, K1 còn 15 người nhá. K1 còn chốt cho 15 người nữa. Ai lấy K1 thì comment luôn nhá. Và qua 15 người cuối cùng là hết nhá. Hết hàng, không có hàng để bán nữa đâu ạ. Nên là sau khi đấy thì các bác đừng inbox cho em là hỏi còn không để mua. Bởi vì không phải là bán giá thường hay là không thường, hay là giá sale mà còn không có hàng để bán cơ mọi người ơi. Đây nhá, thắt đai ra và cực xinh luôn. 197 có phải số bên mình không nhỉ? Có hệ thống ghi ở ngay trên đầu bếp đấy. Có hệ thống ghi ở ngay trên đầu bếp đó mọi người, kiểm tra giúp Linh với ạ. Đây là K1 nha mọi người ơi, 10 người cuối cùng nhá. 10 người cuối cùng chốt K1 với giá 199k nhá. Mọi người comment nhanh nha. Linh sẽ đứng đây thêm 30 giây cuối cùng để mọi người chốt nhá. Chốt K1 và K2 này. 10 người cuối cùng nha mọi người ơi. Qua mẫu là hết hàng luôn nhá. Nên là nếu mà ai cảm thấy ưng mẫu nào thì chốt luôn cho Linh nhá. Bởi vì qua mẫu là hết hàng luôn nha mọi người ơi. Bắt đầu đếm ngược 30 giây cuối cùng để mọi người chốt K1 nhá. 30 này, 29 này, 28 này, 27 này. Áo khoác vạt chéo viền da đang đợi hàng chưa về bác ơi. Về rồi. Có hàng bán chưa ạ? Chưa có hàng bán, chỉ là hàng trả đơn thôi mọi người ạ. Bắt đầu đếm tiếp nhá. 20 này, 19 này, 18 này. Mấy giây cuối cùng để mọi người chốt nốt K1 nha. 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok nha.
Mọi người ơi, Linh đóng order chốt K1 nhá. Daiza của Linh là 150. Ai lấy Daiza comment cho Linh là Daiza kèm số điện thoại nhá. Cái gì đấy ạ? Sale hả bác? Mọi người ơi, bây giờ Linh sẽ lên một mẫu váy hot hit mọi người nhá. Toàn bộ các sản phẩm được bán trên live là những mẫu nhà sản xuất đang là mới nhất nhưng mà vẫn được bán với giá tri ân cho mọi người ở trên cái livestream này. Đó là điều kiện để mọi người mua hàng với giá tri ân, đó là mọi người hãy chia sẻ cái livestream này 3 lần mọi người nhá. Những ai chưa chia sẻ thì sẽ không được chốt đơn đâu ạ. Đây là mọi người lưu ý tất cả các đơn hàng có sự chia sẻ thì mới được chốt đơn mọi người nhá. Áo sơ mi trắng tay phồng một chút nữa sẽ lên chị ơi. Mọi người ơi, trong lúc mọi người chờ Linh qua mẫu thì mọi người đã chia sẻ rồi thì hãy quay về đây chấm tương tác mọi người ơi, để tránh tình trạng comment của mọi người bị ẩn nhá. Xin chào bác Hương Lam ạ, có thể bác Huệ Nguyễn ạ. Mọi người chấm tương tác em nhìn ra em sẽ chào mọi người nhá. Thực ra là tất cả những khách hàng đã mua hàng ở xin chất rồi đều thấy một sự so sánh lý do vì sao ở trên livestream được bán với mức giá tương tác hơn rất là nhiều. Bởi vì ở trên livestream các bác có sự chia sẻ nên là cái sự tương tác qua lại ấy, nên là mình có chia sẻ tương tác với nhau thì mình sẽ được mua hàng với giá yêu thương đúng không ạ? Chỉ chia sẻ 3 lần thôi mọi người nhá. 3 lần mọi người ơi. Có thể chia sẻ ở bất kỳ đâu, trên trang cá nhân hoặc trên các hội nhóm đều ok ạ. Áo khoác đen dồn đơn bác Thủy Trần ơi, em cái đấy em phải lên mã thì mới dồn được đơn mọi người nhá. Ai đã chia sẻ vào đây comment cho em là đã chia sẻ mọi người, để em biết là mọi người đã chia sẻ rồi nào. Lên dừng lại mốc 800 người xem sẽ tặng đồ mọi người nhá. Lên 800 người xem thì hôm nay CS khoảng tầm 2 đến 3 sản phẩm mới nhất sẽ tặng cho mọi người. Với điều kiện là mắt view lên khoảng tầm 800 người xem nhá. Ôi em bị nấc. Đây là một siêu phẩm rồi các bác ơi. Em này tại cửa hàng có giá là... Không cần quan tâm đi. Không cần quan tâm giá tại cửa hàng đi mọi người ơi. Ơ áo đồ lâu về rồi mà Lý Minh Hải ơi. Mọi người ơi, đây là K3 nha mọi người. Đây là K3 nhé và giá sale. Mọi người ơi, K3 giá trên livestream là 320.000, chốt cho 20 bác thôi nhá. Có đủ size ML ạ. 320k nha mọi người, sale duy nhất trong livestream ngày hôm nay nhá. Giá là 320 nhá. Giá là 320 nha mọi người ơi. Ai lấy mã này comment cho link K3 kèm số điện thoại nhá. Đợi link một chút, bác ơi bác cài hộ em với. Đây là kimono Taiwan nha mọi người. Đây là kimono Taiwan nha, lên cho mọi người xem chất này. Cực kỳ đẹp luôn. Và túi nha mọi người ơi, rất là xinh luôn nhá. Và túi được thiết kế thông minh ý, rất là sâu. Nên là mọi người ơi, khi mà để đồ ý thì không lo rớt đồ nhá. Và mẫu này thất đai da và siêu phẩm luôn mọi người ạ. Đây nhá, phần tay này, phối van nhá. Ai lấy mã này comment là K3 kèm số điện thoại nhá. Mọi người hãy lưu ý là để mua hàng với giá sale ý ạ, thì mọi người phải chia sẻ cho em 3 lần nhá. Thì như thế là mọi người đang tự chốt đơn hàng của mọi người. Đây ạ. Đây này, đây là K3 nhá. Sale tại livestream còn 320 nhá. Giá niêm yết tại cửa hàng là 380 mọi người. Ai lấy mã này comment cho Linh là K3 kèm số điện thoại nhá. Sorry mọi người, Linh hơi nấc. Có đủ size mọi người, có đủ size SML nhá. Có đủ size SML nhá. Ai lấy K3 comment cho Linh là K3 kèm số điện thoại. Ai lấy K3 cộng Daiza comment cho em là Daiza cộng K3 cộng Daiza kèm số điện thoại. Có đủ size mọi người ơi, K3 đủ size nhá, có đủ SML luôn. Cân nặng tối đa vừa size size L của Linh ấy là 65kg nha mọi người. Rất là xinh luôn. Không có màu khác mọi người ơi, chỉ có màu đen thôi. Rất là xinh luôn. Nếu mọi người thích màu kẻ thì mọi người phải đợi mấy hôm nữa. Đây là K3 nha mọi người. Trời ơi, xong đây mọi người làm sao vậy ta? Mọi người hãy, nếu mà muốn kiểm tra có phải là số của nhà Sixchat không ý, thì mọi người hãy vào fanpage ý, có một bài ghim ngay đầu tiên, đầu tiên luôn. Đây là K3 nha mọi người. 197 không phải số của nhà Sixchat nha mọi người lưu ý nhá. Đây nha mọi người, có túi nhá. Bỏ qua cái phân nấc đi ha, mọi người đừng để ý nó nữa. Đây nhá. Rất là xinh luôn, đây là K3 này, giá sale tại livestream còn 320 nhá. Giá niêm yết tại cửa hàng là 380k mọi người. Mẫu này cực kỳ hot luôn của nhà Sixchat, là best seller luôn mọi người ạ. Bán bao lâu không có được hết hot luôn.
Và đây là K3, ai lấy mẫu này comment cho Linh K3 kèm số điện thoại nhá. Váy K3 46kg là mặc size S nha mọi người. Váy là 320 và đai là 150 nha mọi người. Ai lấy váy comment là K3, ai lấy đai comment là đai ra kèm số điện thoại nhá. Bác ơi. Uống nước đi. Đây bỏ đai cho mọi người xem form váy này. Form váy siêu đẹp kể cả thắt đai hay không nhá. Nó đẹp dã man đi mọi người ơi. Hình như hôm nay livestream nó bị làm sao ấy. Nó bị tối tối, nó bắt xem nó có rõ viền không. Mọi người ơi, mọi người có nhìn rõ dáng này không ạ? Cái phần cổ này là chỉ có một bên cổ mọi người nhá. Một bên cổ bẻ thôi. Phần tay ngoan, điểm nhấn là eo vừa phải. Em này thì mặc cực kỳ xinh luôn rồi mọi người ạ. Em này mặc tôn dáng lắm luôn đấy. Đây là những ai mà chưa mua em K3 này thì hãy comment nhanh tranh thủ với giá tương tác. Và vào đây tương tác nhớ mọi người ơi, để được chốt với giá tương tác thì mọi người hãy chia sẻ cả livestream này 3 lần nhá mọi người nhá. Và nếu yêu thương xin chắc nhiều hơn thì chia sẻ nhiều hơn. Cảm ơn rất là nhiều luôn rồi. Mọi người hết nước rồi. Bác ra, bác ra hạ ban đi. Nóng như cái lò. Đây là K3 mọi người. Đã chia sẻ vào comment rồi thì mọi người đã tự chốt đơn cho mọi người rồi nhá. Không cần phải hỏi Linh là đã chốt đơn chưa đâu ạ. Đây là K3 nha mọi người, Linh sẽ đứng đây 1 phút cuối cùng để mọi người chốt K3 nhá. Qua mẫu là hết hàng luôn nha mọi người. Linh này xấu thế. Dạo này đã bị xuống sắc các bạn, không có tiền. Sau mẫu K3 thì là một siêu phẩm mà lần đầu tiên lên sóng ở trên livestream và xin chắc mọi người ạ. Lần đầu tiên luôn sau K3, nhưng mà trước khi mà săn K4 thì hãy đừng quên em K3 này, luôn là best seller của C-Chat rồi. Nhưng với ở giá ở trên livestream, giá tương tác, tất cả những khách hàng nào đã tương tác lại với C-Chat xuất hiện trên hệ thống khách hàng đã tương tác thì sẽ được chốt đơn này với giá là 320.000 thôi mọi người nhá. Đủ size SML mọi người ơi. K3 đủ size SML, không hề kén form kén dáng. Đối với em này chất liệu là kết cốt tông phối phần tay voan mọi người nhá. Và Nhung về rồi em ơi. Đúng rồi, vừa lẽ em vừa nhìn theo kia xong mọi người ạ. Đây là K3 nè mọi người. Mọi người nhớ để chốt vào giá tương tác, hãy chia sẻ cái livestream này 3 lần mọi người nhá. Hoặc là mình tag. Hoặc mình tag tất cả những bạn bè của mình mọi người ơi. Mình mua hàng đẹp rồi, mình hãy tag cho cô bạn thân mua cùng mình luôn nhá. Ôi hôm nay em có bác đáng yêu cực comment à. Mặc dù em là con trai em rất là thích xem bác like. Em không mua được gì. Mọi người ơi, 600 lên 600 view à nhầm. Lên 800 view bắt đầu tặng quà nhá. Quà siêu hot siêu đẹp luôn, các bác không phải floor rồi, quà xin chat luôn. Quà lúc nào cũng phải hơn hàng bán luôn mọi người ạ. Mọi người ơi, đây là K3 nhá. Bạn Nguyễn Phương Khanh ơi, bạn inbox cho shop nhá. Trường hợp mà gọi điện bị lỡ điện thoại của shop thì bạn inbox cho shop nha. Đây là K3 nha mọi người, đây là K3 và giá của nó tại livestream là 320. Giá niêm yết tại cửa hàng là 380k nhá. Ai lấy mẫu này comment là K3 kèm số điện thoại. Ok chưa nào? 30 giây cuối cùng để mọi người chốt nốt mã này nhá. Rất là xinh luôn. Đếm ngược 30 giây này. 30 này, 29 này, 28 này, 27 này, 26 này, 25 này, 24 này, 23 này, 22 này. Mọi người ơi, hết thời gian là không qua mẫu luôn nhá, không bao giờ lên lại đâu ạ. Nên là đặt thì tranh thủ nha mọi người. 20 này, 19 này, 18 này, 17 này, 16 này, 15, 14, 13, 12, 10, 9, 8, 7, 6. Mình nhận K3 rồi mà thích lắm luôn. Em cảm ơn bác nha mọi người, mẫu này siêu hot đấy, best seller mà mọi người ơi. Không chê vào đâu được luôn ý, từ kiểu dáng đến chất lượng luôn ý. Nhìn ở ngoài ấy, đẹp gấp trăm gấp nghìn lần ở trong livestream ấy mọi người ạ. Nhìn ở trong livestream ấy, kể cả mặt em vào livestream nó cũng bị sai sai ấy. Bác thôi, bác nhìn nhá. Nhìn em đi. Trời ơi, đây là một mẫu váy sơ mi đó Hoàng Vân ơi. Đây là một mẫu váy sơ mi mọi người nhá. Em này đảm bảo là mặc đi chơi, đi làm thì vẫn ok, mà đi chơi thì vẫn cũng rất là xinh luôn mọi người ạ. Để lấy like nha mọi người. Mới đặt hôm qua. Mọi người ơi, mọi người rất thông cảm nhá. Bởi vì là thi chất cũng rất là
Rất nhiều bác thắc mắc là tại sao ở trên livestream lại có giá tương tác tốt như thế. Bởi vì là tất cả những khách hàng nào đã tham gia vào cái livestream của Siết đều có sự chia sẻ, đều có sự tương tác. Một là mình có thể chia sẻ 3 lần bất kỳ ở đâu mọi người nhá, trên trang cá nhân hoặc là trên hội nhóm. Hoặc là mọi người có thể tác thêm 3 người bạn vào trong livestream này cũng được mọi người nhá. Mình mua hàng rẻ đẹp rồi thì mình hãy để bạn bè mình mua cùng mình được không ạ? Hãy rủ bạn bè mình tốn tiền cùng với Siết mọi người nhá. Quá sang chảnh luôn mọi người ơi, đây là K3 nhá. Đây là K3 và ai lấy mã này comment cho Linh là K3 kèm số điện thoại. K3 sale từ 380k còn 320k duy nhất trong cái livestream này nha mọi người. K3 mọi người nhá. Chất liệu là kết cốt tông mọi người ơi, Linh có thể sâu chết một xíu cho mọi người xem được không? Đây mọi người nhá, cái phần tay đây ạ. Mọi người nhìn thấy ạ, phần tay nó sẽ có cái độ mỏng vừa phải. Nên là tay to thì mình cũng không sợ, mà tay bé thì mặc nó sẽ che. Nói chung to hay bé thì đều mặc được. Và phần chất liệu là kết cốt tông mọi người nhá. Bề mặt vải rất là nhẵn luôn. Và form dáng hơi cứng một chút để tạo dáng cho cái mẫu váy này. Form này là form chất kết cốt tông mọi người nhá. Kết cốt tông nha mọi người, form cổ cực kỳ cứng luôn, cực kỳ đẹp luôn. K3 320.000 là giá đã sale ở trên livestream này ạ. Đúng rồi, Ngọc Bích ơi, cảm ơn bạn rất là nhiều luôn ạ. Hê Lê Trần ơi, comment cho mình K3 kèm số điện thoại nhá. Chốt đúng cú pháp, hiện tại thì Siết chốt đơn bằng hệ thống mọi người nhá. Nên là những ai đã chia sẻ thì vào đây comment theo đúng cú pháp là K3 kèm số điện thoại thì mới được chốt đơn ạ. Có đủ size SML nha mọi người, cân nặng tối đa vừa mã này của Linh ý là 65kg vừa size L nhá. Rất là xinh luôn, form cực kỳ giàu dáng nhá mọi người ơi. Nếu mà bác nào uống một chút ý mà mặc cái váy này này mà size L ấy thì là không hề bị lộ dáng luôn, bởi vì nó là chất kết cốt tông ấy, nó chất form cứng nên là khi mà kiểu vòng 2, vòng 3 hay là kiểu vòng gì mà có hơi to ấy thì nó sẽ không bị lộ ra ngoài, bởi vì form vải rất là cứng luôn, nó vẫn theo một chiều hướng là suông thôi nha mọi người ơi. Váy đây là 320 nha mọi người ơi. 380 sale còn 320 nữa. Trời ơi, tôi sâu cái váy này 15 phút bây giờ mới vào hỏi. Trời ơi, các bác không để ý giờ giấc Linh like gì cả. Các biết còn bác, các bác vừa kiểu vừa qua một mã siêu phẩm K1 không hả? Sao bây giờ mới vào? Em cảm ơn bác nha, em cảm ơn bác mùi hoa cải nhá. Đây là K3 nha mọi người. Mọi người có thể chốt size vào ngày mai, còn hôm nay chỉ comment ở đây cho Linh là K3 kèm số điện thoại nha. Mọi người ơi, 750 người đang xem rồi, lên 800 người xem Siết sẽ tặng đồ mọi người nhá. Hôm nay sẽ có từ 2 đến 3 phần quà dành cho mọi người. 2 đến 3 phần quà mọi người nhá. Nên là mọi người ơi, cố gắng hãy chia sẻ cái livestream này, hãy rủ chị em, bạn bè, người thân của mình vào đây tốn tiền cùng với Siết nhá. Đúng là size SML mà bác. Bởi vì sao em đặt nó là size SML, bởi vì nó đẹp sấp mà. Mọi người ơi, có hai cái phần khuy này là nó chỉ là phần trang trí nha mọi người. Hai cái phần khuy này chỉ để trang trí thôi ạ. SML, SML có nghĩa là 65kg mặc vẫn vừa nhá. Đẹp dã man luôn các bác ơi, đây là K3 nhá mọi người. Và hiện tại là 768 view ạ. Trên 800 view Linh bắt đầu tặng quà nhá. Có 3 món quà cực kỳ đặc biệt luôn dành cho 3 người may mắn nhất nha mọi người ơi. Mọi người hãy chia sẻ livestream để bắt đầu trò chơi tặng quà nhá. Thực ra thì cũng chẳng phải chơi gì cả, chỉ là quay random người may mắn thôi. Các bác không cần phải làm gì hết. 785 rồi, cố lên một chút nào mọi người ơi, 15 người nữa thôi nhá. Ôi giời lại tù tối. 15 người nữa thôi nha mọi người ơi, 15 người nữa bắt đầu tặng quà nhá. Trên 800 view nha mọi người ơi. Đây là K3 nhá mọi người, lưu ý là mỗi lượt comment đặt mua hàng của mọi người đều phải đi kèm 3 lần chia sẻ cho Linh nhá. Mọi người không chia sẻ không chốt đơn đâu ạ, mọi người không chia sẻ ạ thì mọi người đang không tự chốt đơn cho mình nhá. Mọi người ơi, áo khoác thì mấy hôm nữa mới có nhé. Vào hẳn mùa sẽ có một siêu phẩm áo khoác bom tấn cho các bác. Váy này 320 mọi người, váy này là 320 nhá. Sale từ 380 còn 320 tại cái livestream này nha mọi người. Ai lấy mã này comment cho Linh là K3 kèm số điện thoại nhá. Mẫu này siêu đẹp luôn mọi người ơi. Mẫu này không phải floor về chất. Mọi người ơi, mọi người, quyền lợi của khách hàng nhà Siết Chat là gì ạ? Quyền lợi của khách hàng nhà Siết Chat là gì ạ? Là mọi người luôn luôn được kiểm tra hàng trước khi nhận hàng nhá. Nếu như mà mẫu mã sản phẩm và chất lượng sản phẩm không đẹp, không đúng những gì Linh nói đây thì mọi người không nhận hàng luôn cho em nhá. Mọi người không nhận hàng, đổi shipper về luôn nha mọi người. Ai lấy mã này comment K3 kèm số điện thoại nhé. Và một cái quyền lợi nữa của khách hàng nhà ship chắc là gì ạ? Được hỗ trợ giá ship nhá. Bọn em không free ship ạ, bởi vì chỉ vài chục nghìn đối với các bác, nhưng mà đối với các em, bọn em cả một tháng rất là một số tiền khổng lồ về tiền ship luôn ý. Nên là bọn em không free ship nhá, bọn em chỉ hỗ trợ giá ship cho các bác, hỗ trợ tối đa luôn ạ. Từ Thanh Xuân lên phố cổ là đã ship khoảng 450k đúng không ạ? Các bác ai mà thuê ship ở Hà Nội thì đều biết. Nhưng mà nhà em ship từ Sài Gòn vào Hà Nội, từ Hà Nội và Sài Gòn, hay là từ Hà Nội đi bất kỳ đâu các tỉnh thành khắp toàn nước luôn, chỉ với 30k nha mọi người, đồng giá 30k nhá. Như vậy là các bác ở xa không bị quan ngại với việc là mua hàng trên mạng mà ship xa nữa, bởi vì mình ở ship rất là đắt. Ship khoảng 70-80 nghìn cơ, nhưng mà nhà em chỉ có 30 nghìn thôi khắp cả nước nha mọi người. Mọi người lưu ý là đai da nhà Siết chỉ có một thiết kế duy nhất
đảm bảo về bề ngang và bề dài của đai da vừa phải mọi người nhá. Không hề có một thiết kế nào, nên là khách hàng ơi, mua đai da thì chắc chỉ có chuẩn một loại thôi, không có loại ngắn loại dài đâu, chỉ có duy nhất một bản đai da hot hit đảm bảo tiêu chuẩn về độ dài và bề ngang của đai da nhá. Bây giờ là 830 người đang xem rồi, Linh sẽ tặng quà mọi người nhá. Phần quà đầu tiên là một em áo len Hàn, màu này là màu rất hot năm nay, đó là màu ghi lông chuột. Đây nhá, với em áo này thì mọi người có thể kéo trễ vai cũng được, bởi vì cái phần cổ thuyền nó rất là rộng này, hoặc là mọi người có thể mặc bình thường cũng được nhá. Mọi người có muốn Linh lên thử mẫu quà tặng này không ạ, hay là thôi nhỉ? Ngày hôm nay đó là mọi người hãy đoán con số của tờ tiền kèm theo mọi người nhá. Điều kiện để tham gia là những ai chưa chia sẻ thì hãy ra chia sẻ cái live stream này. Mọi người Linh mặc lên đi. Em mặc lên nhá. Mọi người ơi, chờ Linh mặc cái phần quà này lên cho mọi người nhá. Mặc với cái gì ạ? Mặc cái chiếc máy khóa. Mọi người ơi, mọi người hãy chuẩn bị nhá. Chỉ cần đoán hai con số của tờ tiền này thôi ạ. Tờ tiền này sẽ là thứ vật dụng để tham gia cái mini ngày hôm nay mọi người nhá. Series của em này là 148523. Đó, 148523 mọi người nhá. Ôi. Điều kiện để mọi người tham gia cái mini em này là hãy chia sẻ cái 3 lần cái livestream này, sau đấy vào đây comment hai con số kèm chữ đã chia sẻ mọi người nhá. Hai con số mà mọi người đoán đúng kèm theo đã chia sẻ nhá. Mọi người hãy comment đi ạ. Hai con số kèm theo đã đờ cờ sờ nhá. 02 đờ cờ sờ, 03 đờ cờ sờ. Mọi người hãy đoán đi ạ. Chỉ với hai con số thôi nhá. Không giới hạn lượt comment mọi người ơi. Nhưng nhớ là phải chia sẻ 3 lần mọi người nhá. Đây nè mọi người ơi, cái áo của Linh Nam mặc nhá. Đây sẽ là phần quà dành cho bác nào dự đoán đúng hai số series cuối cùng của tờ tiền này nha mọi người. Cực kỳ xinh luôn nhá. Quá là đẹp luôn đúng không ạ? Mọi người hãy chia sẻ 3 lần cho Linh nhá. Chia sẻ cái livestream này 3 lần, sau đó vào đây dự đoán hai số cuối cùng của tờ series này nhá. Xong sau đó thì Linh sẽ lập tức dừng trò chơi khi mà có người dự đoán đúng nhá. Và mọi người ơi, hiện tại đang giảm view của Linh rồi. Nên là lên lại 800 view, Linh bắt đầu gợi ý nhá. Nếu mà không có người dự đoán chính xác, 53 không phải, 17 không phải, 58 không phải, 76 không phải nhá. Khi mà Linh đọc lên những số nào không phải, các bác cực kỳ để ý và lưu ý nhá, để mình không còn bị trùng lại những cái số đấy nữa ạ. Và mọi người ơi, sau khi mà chia sẻ livestream này 3 lần nhá, mọi người vào đây comment cho Linh theo cú pháp số dự đoán kèm đã chia sẻ nhá. Mọi người khi mà sau khi đã chia sẻ 3 lần thì số lượt dự đoán của mọi người là không giới hạn nhá. Mọi người muốn bán bao nhiêu cũng được. À, mọi người muốn comment bao nhiêu lần dự đoán được ạ? Áo không bán nha mọi người ơi, áo này không bán nhá. Chỉ có một cái duy nhất để tặng thôi nha mọi người ơi. 38 không phải, 40 không phải, 01 không phải, 56 không phải nha mọi người ơi. Cố lên nào, 01 không phải nhá, 04 không phải luôn ạ. Chỉ có một cái để bán thôi mọi người. Màu ghi lông chuột cực kỳ đẹp ý, nhưng mà Linh chưa là nên là nhìn hơi nhăn. Ai lấy mã này comment cho Linh là số dự đoán gồm đã chia sẻ. Nếu mà đúng với cả hai cái số series mà Linh đang cầm trên tay thì Linh sẽ lập tức dừng trò chơi luôn nhá. 26 không phải này, 59 không phải này, 03 không phải này, 09 không phải này. Mọi người hãy nhớ là luôn luôn giữ cái lượt tương tác nhất định đối với Sichat nhá. Bởi vì sao ạ? Bởi vì khi các bác mà có lượt dự đoán đúng mà lại không đủ tương tác để hiện lên đây ý, thì rất là tiếc cho mọi người đấy ạ. 25 không phải, 88 không phải mọi người ơi. 800 người đang xem ạ, mà có 1.000 lượt chia sẻ thôi nha mọi người. 12 không phải, 99 không phải nhá. Mọi người ơi, không phải luôn ạ. Mọi người ơi, Linh gợi ý nhá, là trên 50 nha mọi người. Trên 50 nhá. Trên 50 nha mọi người. Lưu ý là trên 50 nhá. Nào hãy dự đoán đi nào, để chúng ta được trúng kéo này nha. Mọi người có thể mặc thành kiểu trễ vai hay là kiểu không trễ đều được nhá. Nói chung là mặc kiểu nào cũng rất là xinh ý. Thắt đai dao thì siêu phẩm luôn mọi người ạ. Trên 50 nhá. Hôm nay sẽ có 3 món quà tặng cho mọi người nhé. Đây là nếu mà ai đang coi livestream thì đừng đi đâu cả nha mọi người. Đây là đồ món quà đầu tiên thôi. 68 không phải. Mọi người lưu ý là mã 10 không phải nhá. Bởi vì là con số của chúng ta ngày hôm nay là trên 50 nhá. Trên 50 nha mọi người ơi, lưu ý nhá, trên 50 nhá. Trên 50 và là số lẻ. Ok chưa nào? Đúng rồi. Mọi người hãy nhớ là chia sẻ 3 lần trên Facebook cá nhân nhá. Nếu như mà các bác không chia sẻ ạ thì thực sự mà lúc đoán tiếc ý, mà Sichat bấm vào Facebook cá nhân của mọi người để check xem là đã chia sẻ chưa ấy, thì các bác lại không được trúng quà, rất là tiếc đúng không? 59 không phải này, trên 50 và là số lẻ nè mọi người ơi. 52 không phải nhá, 88 không phải, trên 50 và là số lẻ nè mọi người ơi. 58 không phải, 58 gần đúng nhá, nhưng mà là số lẻ mọi người ơi.
trên 50 và là số lẻ. Ok chưa nào? 63 không phải nha mọi người. 85 không phải nhá. Dạ. Không. Ơ thế á? Sẽ không nhìn thấy nhỉ? Có bác đoán đúng rồi nhá. Có bác đoán đúng rồi nhưng mà phải đợi kiểm tra lượt chia sẻ đã nha mọi người ơi. Hello everybody. Em đang check lượt chia sẻ của bác ý. Ơ, sao bác không ấn luôn vào đấy ạ? Ấn luôn vào comment ý. Ấn được mà. Bác Trang Trần ơi, bác Trang Trần có đang coi livestream không ạ? Bác Trang Trần đã là người dự đoán đúng đầu tiên mà Linh có thể nhìn thấy nhá. Là con số 7, 57 nha mọi người ơi, 57 nha bác Trang Trần ạ. Bác Trang Trần ơi, em thấy là bác đoán được một lúc ấy ạ. Nhưng mà bởi vì lúc ấy chị Thu nhìn thấy nhưng mà Linh không có coi được ấy, Linh không có nhìn thấy. Đây nha mọi người, con số của chúng ta ngày hôm nay là 57 nhá. Và bác Trang Trần ơi, bác inbox ngay lại cho shop nhá. Inbox lại cho shop 3 lần bác đã chia sẻ nha mọi người ơi. Inbox lại cho xin chat 3 lần bác đã chia sẻ để nhận chiếc áo này với giá 0 đồng nhá. Free luôn nha mọi người ơi. Ok, và chúng ta đã tìm thấy chủ nhân đầu tiên của chiếc áo này ngày hôm nay rồi nha mọi người ơi. Bác Trang Trần có avatar là một cô gái tóc dài thôi ạ. Bác inbox lại cho xin chat nhá. Và mọi người hãy nhớ là bác hãy nhớ là nhớ giúp mình là gửi chia sẻ 3 lần bác đã chia sẻ nhá. Đây bác Trang Trần đúng không ạ? Ok, bác Trang Trần ơi, hãy inbox vào xin chat gửi ảnh hình ảnh 3 lần bác đã chia sẻ nhá. Sau đó thì bác sẽ nhận được chiếc áo này với giá là 0 đồng nha mọi người ơi. Ok Linh, mọi người đai da của Linh là 150 nhá. Ai lấy đai da comment cho Linh đai da kèm số điện thoại nhá. Mọi người ơi, mọi người đừng kiện cáo nhá, bởi vì do đường truyền mạng ấy ạ. Em thấy comment của ai đầu tiên thì em sẽ dừng lại ở người đó nhá mọi người. Mọi người không kiện cáo nhá. Ok Linh sẽ lên. Em tưởng tặng quà. Ai tặng sau ạ? Ok, Linh sẽ lên một mẫu váy hot hit sau đó tặng quà sau nha mọi người ơi. Bạn Trang Trần ơi, bạn Trang Trần có ai đang là một cô gái tóc dài ơi, bạn hãy inbox cho shop nha. Bạn Trang Trần là người đã trúng đúng ở đây. Mình sẽ ghi bạn Trang Trần này. Đó. Mình có ghi bình luận của bạn Trang Trần này nhá. Mình đã nhìn thấy đầu tiên mọi người ơi. Với mỗi một chương trình mini game phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Trong đó yếu tố may mắn là yếu tố đặt lên đầu tiên. Tín hiệu mạng, đường truyền mạng và cái sự may mắn là hiện về máy chủ đầu tiên. Mình sẽ nhìn thấy ai thì mình sẽ đọc tên người đấy nhá. Chúc mừng bạn Trang Trần nhá. Lan Anh Đô ơi, đừng kiện cáo nhé, bởi vì là mình phải nhìn thấy comment của ai đầu tiên. Bởi vì là khi mà hệ thống có rất nhiều comment đổ về cùng một lúc mọi người thì là ai may mắn sẽ về hiện về đầu tiên nhé. Có thấy bác Nana Diêm ạ? Trời ơi, có rất nhiều bác bảo em xem lại mọi người ơi. Bởi vì là khi mà em có cầm một cái máy ở kia ấy mọi người, thì là số 57 ai hiện lên đầu tiên. Nên mọi người vui lòng không kiện cáo nhá. Có thấy bác Nancy nhá. Mọi người ơi, đây là một siêu phẩm mang tên K4. Mọi người ơi, một siêu phẩm mang tên K4, nguyên giá của em này là 390.000. Trên livestream ngày hôm nay K4 sẽ được bán với giá tri ân. Những ai chưa chia sẻ hãy quay ra chia sẻ để quay vào đây mua em K4 này với giá là 299 mọi người nhá. 299k cho em K4 này mọi người ơi. Mọi người lưu ý này, K4 299k. Chỉ chốt cho bác nào đã chia sẻ cái livestream này được không ạ? Đúng rồi, bạn Trang Trần là người trúng rồi bạn nhá. Mình có con ghim cái bình luận của bạn Trang Trần lên đây rồi đó. 299k là giá bán của em K4 ngày hôm nay mọi người nhá. Đây là mình sẽ dừng game rồi mọi người, bây giờ mình sẽ chốt nhá. Bắt đầu chốt hàng K4 ạ. Ok mọi người, đây là K4 nhá. K4 là giá bao nhiêu, sale còn bao nhiêu ạ? 399, sale còn 299. Mọi người ơi, giá là 390 nhá, sale còn 299k tại livestream nha mọi người. Đây nhá, mọi người có thể mặc nó thành một chiếc váy suông ấy, hoặc là mặc nó thành một đây. Khi mà giá bình thường đây các bác này. Nếu mà kiểu nói chung là tùy các bác thích cái kiểu nào thì ứng biến theo kiểu đó, hoặc các bác có thể rút lên để nó tạo thành một cái form váy ấy, có phần nhấn ở bên này nhá.
Ai lấy mã này comment cho Linh là K4 kèm số điện thoại nhá. Mọi người hãy tự chốt đơn cho mình bằng cách gì ạ? Bằng cách là các bác hãy chia sẻ livestream 3 lần nhá. Comment mã sản phẩm kèm số điện thoại. Mã sản phẩm mà các bác muốn mua kèm số điện thoại, sau đó đi chia sẻ 3 lần là các bác đã tự chốt đơn rồi cho mình ạ. Bởi vì em chốt hàng hoàn toàn bằng hệ thống ấy. Nếu như mà hệ thống báo là khách hàng đã đủ tương tác để mua hàng giá tương tác thì ngay lập tức là đơn hàng của các bác sẽ được chốt nhá. Bởi vì trên livestream này Linh hoàn toàn bán với giá tương tác đúng không ạ? Ai quan sát thì biết là trên livestream Linh bán tất cả các sản phẩm đều rẻ hơn giá niêm yết tại livestream, à tại cửa hàng nha mọi người. Nên là khi mà các bác mua hàng ở trên livestream ấy thì các bác phải tương tác với em để mua với giá tương tác mà em bán ra nha mọi người. Tương tác của các bác càng nhiều ấy ạ, tương tác càng cao thì em sẽ bán giá càng rẻ cho mọi người nhá. Đây là K4, giá của nó là 299k tại livestream nha mọi người. Ai lấy mã này comment cho Linh K4 kèm số điện thoại nhá. Siêu rẻ, siêu đẹp luôn. Mọi người đi đâu mua một cái váy đẹp như thế này, váy hàng thiết kế với giá là 299k. Với 299k ấy, thì em nghĩ là nó chỉ được một cái áo rất là bình thường thôi. Cái áo rất là bình thường thôi, cái váy thì chưa đủ tiền để mua một cái váy. Đây nha mọi người, rất là xinh luôn nhá, mặc được hai kiểu nhá. Đây, một kiểu là thả suông xuống và một kiểu là rút lên. Đây nha mọi người, đây là K4 nhá. Mọi người ơi, váy này có sai không nhỉ? Có hai size SM nhá, dưới 65kg là cân nặng tối đa vừa cho Linh mẫu này nhá. 65kg là cân nặng tối đa vừa cho Linh mẫu này, chất đũi lụa nha mọi người, chất đũi lụa siêu đẹp luôn, mọi người sâu chất cho Linh đi này. Và mọi người, không em không bỏ đâu. Và mọi người ơi, mọi người hãy nhớ là phải chia sẻ livestream 3 lần để được chốt hàng cho mình nhá. Và một điều nữa ạ, quyền lợi của khách hàng mua online tại nhà Chi Chat là gì ạ? Bởi vì sao em được mệnh danh là bán hàng online có tâm nhất Vĩnh Bắc Bộ ạ? Bởi vì Chi Chat luôn luôn để mọi người kiểm tra hàng trước nhận hàng. Nếu như mà mẫu mã sản phẩm và chất lượng sản phẩm không đúng những gì mà Linh nói ở đây thì mọi người có thể không nhận luôn cho em nhé. Nhìn này, đây nè mọi người ơi, K4 bỏ đai ra nhá. Ai lấy mã này comment cho Linh là K4 kèm số điện thoại nha. Em cảm ơn tất cả mọi người nhá. Mọi người ai thích mã này comment cho Linh là K4 kèm số điện thoại nhá. Rất là xinh luôn. Mặc vào như kiểu mỏng manh công chúa ấy, mà vẫn không thiếu yếu tố chất của nhà Si Chat đây. Bởi vì tên của em là Si Chat mà các bác, nên không một mẫu nào có thể thiếu yếu tố chất được nha mọi người ơi. Đây phần dây rút có thể ấy được hai kiểu nhá. Mọi người này, có thể kéo suông xuống như thế này nhá. Có thể kéo suông chiếc váy xuống ạ, hoặc là có thể rút lên nha mọi người. Lưu ý nhá, đấy là cái chi tiết rất là đặc biệt của chiếc váy này nha mọi người. Ai lấy mã này comment K4 kèm số điện thoại nhá. Mua sản phẩm của livestream có được không Linh ơi? Của livestream chim trước thì bác sẽ không được sale đâu mọi người ạ. Mọi người lưu ý là khi mà chụp hình livestream ấy gửi vào inbox thì sẽ không được giá sale nhá. Sẽ là giá niêm yết tại cửa hàng nha mọi người. Đây là K4 nhá. Ai lấy K4 comment cho Linh K4 kèm số điện thoại nha mọi người ơi. K4 là 390, sale còn 299 duy nhất tại livestream ngày hôm nay nhá. Ai lấy mã này comment cho Linh là K4 kèm số điện thoại ạ. Đây nha mọi người ơi, Daiza 150.000 nhá. Ai lấy Daiza comment cho Linh là Daiza kèm số điện thoại nhá. Mọi người ơi, cái váy này của Linh này có hai size SM nhá. Có hai size SM và cân nặng tối đa vừa mã này ý. Size M là 65kg nha mọi người. Ai lấy mã này comment K4 kèm số điện thoại nhá. Ok, một phút cuối cùng cho mọi người chốt K4 này, bởi vì em thấy khá là nhiều người chốt rồi. Bởi vì cũng không muốn nợ hàng mọi người nhiều quá ấy, để cái tránh tình trạng mất thời gian khi mà mua hàng. K3 mua được bác ơi, K3 là mã gì nhỉ? K3 là kimono đúng không ạ? Ok, ai lấy K3 comment cho Linh K3 kèm số điện thoại nhá. Mọi người ơi, bắt đầu Linh đếm ngược một phút cuối cùng để chốt K4 này. Khi mà Linh qua mẫu là sẽ không bao giờ lên lại mẫu thêm một lần nào nữa nhá. Nên là mọi người lưu ý, đấy là cái điều đặc biệt trong livestream của Linh, là mỗi mẫu chỉ lên duy nhất một lần trong livestream. Bắt đầu đếm ngược nha mọi người ơi. 60 này, 59 này. Mọi người thử đếm ngược cho Linh nhá. Ôi siêu phẩm. Nhưng mà không có da rắn hả bác? 65kg size M giúp em nha bác ơi. Đây là K4 nhá, ai lấy K4 comment K4. K4 là 390, sale còn 299k mẫu này nhá. Bắt đầu đếm ngược 30 giây cuối cùng này. 30 giây đã trôi qua, còn 30 giây cuối cùng nhá mọi người. Các bác cẩn thận lộ hàng em. K4 mặc rất là xinh mọi người ạ. Đây nhá mọi người ơi, K4 nhá, cực kỳ xinh luôn. Bác ơi em bị dị ứng với cái nơ đấy. Ai lấy mã này comment K4 nhá. Ok, 10 giây cuối cùng cho mọi người chốt K4 nhá. Mọi người,
không cần hỏi về size vội ạ. Ngày hôm nay thì mọi người chỉ cần chốt mã sản phẩm kèm số điện thoại. Ngày mai khi mà bộ phận telesale gọi điện cho các bác để chốt đơn lại một lần nữa ấy, khi đấy thì các bác mới cần phải chốt size cho bọn em ạ. Mọi người hãy nhớ nhé là Sichat luôn chốt đơn hai lần nhé, một lần tại livestream và một lần qua điện thoại nhé, qua số điện thoại nhé mọi người. Nên là mọi người luôn luôn phải để lại số điện thoại cho Linh nhé. 10 giây cuối cùng nha mọi người ơi, 10 giây cuối cùng nhá. Comment nhanh hết cỡ cho em nè, đẩy nhanh tốc độ comment lên ạ. Mọi người đừng quên số điện thoại của Linh nhá. Linh sẽ không chốt bất kỳ một đơn hàng nào thiếu số điện thoại đâu ạ. Mọi người bắt đầu đếm ngược. 10, 9, K3 còn nhá. Ai lấy K3 comment K3 kèm số điện thoại cho Linh nhá. 8, 7, 6, 5, 4. Hello bác sang Linh. 4, 3, 2, 1. Xuồng của Linh đang đi là giá là 450 nha mọi người. Mã là G01 và có full size từ 35 đến 39 nhá. Ai lấy G01 comment cho Linh G01 kèm số điện thoại nha mọi người ơi. Ok, sao các bác chốt nhiều thế, Linh bị lưu luyến đấy, không muốn qua mã đấy. Rất là xinh luôn. Mã này siêu hot mọi người ạ. Mặc vào á, thì ai cũng phải nhìn, mặc dù ấy, cái váy nó chỉ có yếu tố chất và yếu tố kiểu nó chất theo một cái kiểu gì đấy các bác, thì cái váy này có nhẹ nhàng không ạ? Nhẹ nhàng, hiểu điệu. Nhưng mà không thể thiếu yếu tố chất luôn. Cần gì phải hở ha đúng không các bác? Mọi người ơi, mọi người bây giờ Linh qua mã nhé. Em sẽ lên một mã sơ mi siêu hot. Mọi người ơi, tiếp theo sẽ là một siêu phẩm mang tên K5. Tiếp theo lại một siêu phẩm mang tên K5 nhá mọi người ơi. Mọi người ơi, tất cả những khách hàng vừa mới vào cái livestream này, mọi người hãy nhớ đúng thể lệ để được mua hàng với giá tương tác là hãy chia sẻ cái livestream này 3 lần mọi người nhá. Chỉ cần 3 lần thôi ở bất cứ đâu. Ship sớm nữa, bác cho lên cái này thì em có sẵn hàng đấy, bác lên em có thể ship được cho bác nhá. Mọi người nhớ là những ai mới vào cái livestream này thì chưa chia sẻ, hãy chia sẻ cái livestream này để mọi người ơi, vì hiện tại Sichat chốt đơn bằng hệ thống mọi người ạ. Nên là danh sách khách hàng đã chia sẻ mới được chốt đơn mọi người nhá. Giá của em K4 vừa rồi là 390.000 nhưng trên livestream C chỉ còn 299k cho một em đầm thiết kế by Sichat mọi người ơi, 299k thôi ạ. Mọi người, trong lúc mọi người chờ qua mẫu thì mọi người chấm tương tác để comment của mọi người không bị ẩn nhá. Bởi vì là một chương trình mini game chứng kiến là rất nhiều comment bị ẩn mọi người ạ. Rất nhiều comment bị ẩn. Trần My ơi, bên mình sẽ có concept lên trên cái live stream rồi bạn nhá. Mọi người lưu ý là mọi người hãy chấm tương tác để comment của mọi người không có bị ẩn khi mình chọn được mã hàng nào mình ưng nhá. Được, bác Phạm Ngọc Thịnh ơi, bác có thể chụp lại màn hình gửi cho inbox cho bên em được nhá. Bây giờ là một siêu phẩm mang tên K5 mọi người nhá. Với mức giá vô cùng yêu thương ở trên livestream này cho em K5 này là 420.000, sale còn 299.000 thôi mọi người nhá. K5 420, sale còn 299, chốt cho 20 bác thôi ạ. Có thấy bác Choang Choang nhá, có thấy bác Hạnh Nguyễn này, có thấy Phương Bijo này. Đó, các bác cứ chấm đi, em thấy ai em sẽ đọc tên mọi người lên nhá. Có thấy Cam Vi này. Xin chào Mai Tiến. Đây nè mọi người, mã tiếp theo nha, mã tiếp theo là mã K5 nha mọi người ơi. Mã này thì là 450 nhá. Mã này là 450 và sale 420, sale tại livestream còn 199k mẫu này nha mọi người ơi. Ai lấy mã này comment cho Linh là K5 kèm số điện thoại nhá. Mọi người ơi, hiện tại thì Sichat đang bị quá tải đơn hàng ấy, nhưng mà những cái mẫu nào có sẵn ấy thì các bác có thể nhận được hàng sau 3 hôm nhá. 3-4 hôm. Không tính thứ bảy chủ nhật nha mọi người ơi. Đây nha mọi người ơi, đây là K5 nhá. K5 là một mẫu da báo siêu hot hit luôn. Chất là chất lụa hàn nhá mọi người. Sâu chất cho em này. Chất là nó hơi bóng một chút đi và chất lụa hàn. Cực kỳ đẹp luôn. Ai lấy mã này thì comment cho Linh là K5 kèm điện thoại nhá. Mọi người đợi một chút thì Linh sẽ bắt đầu sâu cái kiểu dáng và cách mặc cho mọi người nhá. Trời ơi, chưa mặc xong mà có bác chốt rồi này. Em thấy nhá. Mọi người hãy nhớ là mỗi lượt comment của mọi người đều phải đi kèm 3 lượt chia sẻ Linh nhá. Em thấy cái livestream của em ấy nó bị giới hạn comment ấy, em không đọc comment được của nhiều người bằng bác đọc đâu. Mọi người hãy nhớ nhá là mỗi lượt comment của mọi người đều phải đi kèm 3 lượt chia sẻ Linh nhá. Mọi người không chia sẻ không chốt hàng đâu ạ.
không phải là Linh không muốn chốt mà hôm nay Linh đã bỏ qua cái chương trình mà chốt đơn tự động rồi. Bình thường ngày trước đấy các bác mua hàng bao giờ Linh bắt các bác chia sẻ đâu đúng không ạ? Không bao giờ Linh nhắc đến đây cập đến hai từ chia sẻ luôn. Nhưng mà bởi vì sao bây giờ Linh lại luôn luôn nhắc các bác là phải chia sẻ mỗi lần đặt hàng, bởi vì mấy hôm nay thì em mới bắt đầu chuyển qua là chốt hàng bằng hệ thống, nên là mọi người phải tự chốt đơn hàng cho mình bằng cách chia sẻ livestream 3 lần nhá. Khi mà hệ thống báo là khách hàng đã đủ tương tác ấy ạ, thì các bác mới được chốt hàng nhá mọi người ơi. Mọi người nếu như mà mọi người không chia sẻ ấy ạ, thì mọi người đừng nghĩ cho Linh hỏi tại sao mà đơn hàng của bác chưa được gửi. Em kiểm tra đơn hàng cho bác thì mọi người đừng nghĩ như thế ạ, bởi vì mọi người làm gì có đơn hàng mà em kiểm tra. Đây nha mọi người ơi, đây là K5 nhá, bởi vì cái phần cổ ấy nó rất là dài nhưng mà nó không hề hở, nên là các bác có thể kéo ra thành lực vai này, mặc thành lực vai rất là xinh luôn nhá. Ai lấy mã này comment K5 kèm số điện thoại nhá. K5 sale tại livestream còn 299k. Đây này, nếu mà các bác không thích kéo lực vai thì kéo về cái form bình thường lên. Đây. Đó, rất là xinh luôn nhá. Ai lấy mã này comment cho Linh là K5 kèm số điện thoại. K5 nha mọi người ơi. Daiza 150 nhá. Daiza 150 nha mọi người ơi. Daiza là 150 nhá. Ai lấy mã này comment cho Linh là K5 kèm số điện thoại. Ai lấy K5 cộng Daiza comment là K5 cộng Daiza kèm số điện thoại nha mọi người ơi. Daiza là 150 nhá. Đây, em show về cái chất Daiza này em một chút ạ. Daiza rẻ nhất thị trường luôn nha mọi người. 150k nhá. 150k này. Những cái chỗ khác ấy ạ, các bác mua Daiza thì ít nhất cũng phải khoảng 250 đến 300k. Bởi vì sao ạ? Bởi vì Daiza của nhà họ ấy nhập qua rất là nhiều bên, nhưng mà nhà em là tự lên vải tự sản xuất nên là rất là rẻ. Mọi người ơi, K5 của Linh là 420, sale còn 259 nhá. Ai lấy mã này comment cho Linh là K5 kèm số điện thoại nha mọi người. Trời ơi, các bác đang tao bạn bè của mình vào xem quá trời luôn. Inbox mà Linh không trả lời, bác inbox cho em á. Linh vẫn trả lời inbox của mọi người mà, sáng nào cũng, hôm nào cũng sau 4 giờ Linh sẽ trả lời inbox của mọi người mà. Inbox của ai Linh cũng trả lời hết ý. Nếu mà còn nếu mà mọi người inbox ở trên fanpage ấy, thì mọi người phải đợi 9 giờ sáng mai rồi mới có người check ạ. Mọi người lưu ý, mọi người hãy nhìn Daiza mà Linh thắt đây mọi người nhá. Hoàn toàn không bị rúm về bề ngang. Daiza của CS đảm bảo về độ cứng vừa phải mọi người nhá. Khi mà mình thắt nó sẽ không bị rúm đâu ạ. Đó, giữ form rất là tốt luôn. Nên bác nào có vòng 2 ấy, cái này tôn vòng 2 cực kỳ luôn. Daiza rất đảm bảo, đúng một bản thiết kế, một loại da duy nhất thôi. Và nó rất là giữ dáng, giữ form cho cái mẫu Daiza này mọi người nhá. Daiza chỉ giá là 150.000 là mức giá rất hợp lý rồi, không thể giảm thêm cho mọi người được ạ. Nên là ai lấy Daiza này thắt với áo, với váy đều rất là ok luôn mọi người ơi. Ưng em này thì comment luôn ạ, K5 kèm Daiza và số điện thoại nhá. Mọi người ơi, cái Daiza này rất là tiện, bởi vì sao các bác thấy không ạ, từ đầu đến cuối luôn cái áo nào của Linh cũng kết hợp được với Daiza. Em đảm bảo với các bác nhá, cái Daiza của nhà em ạ, bởi vì nhà em chỉ bán mỗi cái đai thôi nên phải đảm bảo cho nó là gì ạ, là thắt được tất cả với các váy áo của nhà em nha mọi người. Đây là K5 nhá, K5 sale tại livestream là 299k rồi. Ai thả tim cho Linh đấy. Đây là K5 nhá, sale tại livestream với giá là 299k. Còn nếu mà các bác nào ấy ạ mà không muốn mua với giá sale thì mọi người có thể qua cửa hàng mua với giá 420k, hoặc là mua tại hệ thống inbox nhá mọi người ơi. Giờ livestream ấy ạ, giờ vàng, giờ tương tác cho mọi người đây, nên mọi người hãy tranh thủ đi ạ. Tranh thủ thật là nhanh tay nhanh chân nhá. Comment vào đây cho em mã sản phẩm và số điện thoại nhá. Mã sản phẩm các bác muốn và số điện thoại. Ồ, bác Lê Hà em không có thấy inbox của bác luôn ấy. Bác inbox cho em vào Facebook Trương Thùy Linh nhở. Mọi người ơi, đặt hàng tại livestream với mã sản phẩm và số điện thoại nhá. Bởi vì sao Linh lên mã sản phẩm cho mọi người ạ? Bởi vì để mọi người chốt hàng ngay tại livestream nhá. Vào hệ thống inbox mọi người ạ, cái áo này sẽ được bán với giá 420 nhá. 65kg. Cái này có sai không? Mặc xinh. Có size sao mà? À, 65kg vừa thoải mái cho Linh nha mọi người. Cái này bao nhiêu bạn? Mọi người, váy này là 420, sale còn 299k tại livestream này nhá. Mọi người lưu ý là đây là K4, giá của nó là 299 tại livestream. Giá niêm yết là 420 nhá. Chất là chất lụa hàn, lụa bóng nha mọi người. Có, nó chỉ hơi bóng thôi, nó không bóng lồng lộn mọi người ạ. Đây nhá. Quay một vòng nữa các bác xem này. Và đây là mã K4 nhá. Ai lấy mã này comment cho Linh K4 kèm số điện thoại. Bắt đầu đếm ngược 1 phút cuối cùng để các bác chốt mã K4 nhá, bởi vì cũng khá là nhiều người đặt hàng rồi. À, sorry mọi người, đây là K5 nha. Ôi trời ơi. Mọi người quên chia sẻ rồi, bắt đầu quên. Mọi người đã quên chia sẻ rồi ạ. Đây là K5.
Đúng rồi mọi người ơi, mã Linh đang mặc là mã K5, chất liệu lụa Hàn có độ bóng vừa phải, và với họa tiết cực kỳ bắt trend của năm nay đó là họa tiết da báo mọi người nhá. Em này mặc bao sang chảnh luôn mọi người nha, bất chấp tất cả các mẫu da báo trên thị trường đang có. Mẫu này cực chảnh luôn, nên là ai chưa mua. Ok, cho Nhật Minh đai ra rồi nhá. K5 sale còn 299k mọi người nhá. Chốt trong vòng 10 giây cuối cùng Linh sẽ qua mẫu ạ. Nhưng ai chưa comment hãy comment nhanh lên luôn ạ. Còn tay sỏ ngón bác ơi, lát nữa Linh sẽ lên nhá. Đây mọi người bỏ đây ra này, nó là một cái dáng suông ấy. Mọi người có thể mặc, bởi vì cái phần cổ này mọi người lưu ý nhá, nó được thiết kế rất là sâu, nhưng mà nó không hề hở, nên là các bạn có thể kéo ra thành trễ vai mà không cần bẻ cổ. Đấy, rất đẹp luôn. Mọi người mặc dù ấy là cái chất vải nó rất là mềm, nhưng mà em luôn luôn phải đảm bảo cho các bác phần cổ cứng. Để gì ạ? Để nó không bị mất dáng nhá, mất form dáng của cổ. Bởi vì cái cổ ấy ạ, cái cổ là cái quan trọng nhất của một chiếc sơ mi nhá, cái cổ và cái tay áo ạ. Mọi người lưu ý nhá, mọi người đi đâu ấy ạ, mua cái sơ mi mà kiểu dáng kiểu bùng nhùng ở cổ ấy, vứt đi luôn. Mọi người ơi, đây là mã K5 nhá, bắt đầu đếm ngược 10 giây để các bác chốt K5 này. K5 299k tại livestream, giá niêm yết là 420 nhá. Ai lấy K5 comment cho Linh là K5 kèm số điện thoại. Bắt đầu đếm ngược mọi người, đừng quên số điện thoại của Linh nhá. Bác Sen Nguyễn đã quên số điện thoại của Linh rồi ạ. Mọi người lưu ý cho Linh là mã sản phẩm và số điện thoại phải trên cùng một dòng nhá, bởi vì em chốt hàng vào hệ thống nhá mọi người ơi. Bắt đầu đếm ngược 10 giây cuối cùng để mọi người chốt K5 nhá. 10, 9, hết 10 giây là qua ngay lập tức, sẽ không lên lại thêm một lần nào nữa và sẽ không nhận chốt bao giờ nữa nha mọi người. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ok. Ui, đai da nhà em thừa chiều dài thắt với những người béo luôn các bác ạ. Bác dồn đơn thì bác cũng vui lòng cho em xin lại cả số điện thoại nữa nhá. Bởi vì là hiện tại thì bên em chốt đơn bằng hệ thống rồi mọi người ạ. Bắt buộc cú pháp phải có mã hàng và số điện thoại thì bên em mới lên đơn được, mọi người lưu ý nhá. Kể cả với những trường hợp đơn hàng dồn thì mọi người hãy comment lại cho mình mã hàng kèm số điện thoại nhá. Đai da là 150.000 ạ. Nhà duy nhất chỉ có một thiết kế này là duy nhất mọi người nhá. Đảm bảo tiêu chuẩn luôn, mọi người hãy nhìn kỹ chất liệu đai của nhà em nhá. Đây ạ, chất liệu đai rất là lì mọi người ạ, rất là đen và bóng nữa. Và rất là dày, nên là mình khi mà mình thắt nó sẽ không bị méo cái phần đai này khi mình có thắt mình ngồi đứng lên ngồi xuống ấy. Mọi người ơi, mọi người chấm tương tác đi ạ. Mọi người chấm tương tác, em đang thấy comment của mọi người có dấu hiệu bị ẩn rồi. Bây giờ Linh sẽ lên siêu phẩm 199 mọi người ơi. 199 này em có 10 đen và 7 trắng mọi người nhá. 10 đen và 7 trắng. Mẫu này sẽ không về lại nữa đâu ạ. Nó sẽ hết hàng rồi. Mẫu này sẽ không về lại mọi người nhá, 10 đen và 7 trắng nhá. Mẫu này sẽ là mẫu K6 mọi người ơi. K6 199k, em chỉ còn 10 đen và 7 trắng. Chỉ chốt đơn cho những khách hàng nào đã tương tác bằng cách đã chia sẻ livestream này 3 lần mọi người nhá. Ơi, biển comment đúng rồi mọi người. Hiện tại thì Facebook nó đang hạn chế tương tác ở livestream ấy, nên là mọi người hãy chấm tương tác để tránh tình trạng comment mọi người bị ẩn nhá. Cái này em chỉ chốt cho 10 đen và 7 trắng. À đúng rồi, 10 cái đen 7 trắng mọi người nhá. Mã của nó là mã K6 mọi người nhá. K6 199k. Mẫu này dưới 65kg vừa mọi người nhá. Em hỏi câu cuối cùng là tại sao nó lại không về nữa? Ôi, cái mẫu này hot hit của tôi, đây là K6 nha mọi người. Ai lấy ấy, trắng thì comment trắng, còn ai lấy đen thì comment đen cho em nha. Đây nè mọi người, váy đầy nắp 380 này, sale còn 199k tại livestream nhá. Ai lấy mã này thì comment cho Linh là K6 kèm số điện thoại nha mọi người. Bắt đầu đếm này, đếm hết 17 người. K6 kèm màu nhá mọi người. K6 kèm màu kèm số điện thoại nha mọi người ơi. Linh nếu mà hết 17 cái, cả đen cả trắng thì Linh sẽ bye bye mỗi này luôn, không bao giờ về lại nữa ạ. Xinh dã man. Bật thêm luôn nhá. Ờ mọi người, Linh chỉ có màu trắng ở đây thôi. Nên là Linh sẽ chỉ thử màu trắng thôi.
Còn mọi người tự hình dung màu đen nó lên nhá. Tức là cái phần này nó màu, màu tức là nó đen tất cả một cái áo ấy. Nhưng mà hai màu đen nó sẽ khác nhau mọi người ạ. Ok, 1K6 trắng này, 2K6, 1K6 đen này. Rồi đơn trắng, ok. 1 trắng này, 2 trắng, 3 trắng này, 4 trắng này, 5 trắng này, 6 trắng này, 7 trắng này. Ok, em hết trắng nhá. Em hết trắng nhá mọi người, chỉ còn đen thôi nhá. Nếu mà ai lấy cái mã này màu đen ấy, thì comment cho Linh là K6 đen kèm số điện thoại nhá. Mọi người ơi, Linh hết trắng ạ, Linh hết trắng nhá. Linh hết trắng nhưng mà mẫu đen ấy, mẫu màu đen thì không có ở đây. Mẫu màu đen Linh không có ở đây mọi người ạ. Nên mọi người hình dung cho Linh với. Mọi người hình dung cho Linh là kiểu tất cả cái áo nó đều màu đen ý, nhưng mà hai màu đen nó sẽ khác nhau để nó vẫn tạo cho các bác là đây này, tức là nó vẫn tạo được các bác vẫn hình dung ra cái viền ở đây. Có cái màu đen thôi. Đúng rồi, cái thân này màu đen thôi nhưng mà màu đen khác với cái màu đen này. Mọi người ơi, Linh hết trắng rồi ạ. Bác ơi, em nghĩ là bác phải làm thêm đâu. Em không thể để như này được. Hết trắng. Bác ơi, màu trắng phải lên 30 đơn rồi. Mọi người ơi, màu trắng em hết rồi, mọi người chốt đen đi ạ. Không có áo đen rồi. Bác ơi, bác nhìn nhau. Đâu? Ôi, tất cả đều là trắng ý. Mọi người, em chỉ còn K6 đen thôi mọi người nhá. Trắng chỉ có 7 chiếc thôi. Còn 5 cái đen mọi người ơi, mọi người chốt nhanh nhá. Còn 5 cái đen thôi ạ. Còn 5 cái đen nha mọi người ơi. 4 cái đen này. Mọi người ơi, còn 4 cái đen nhá. Ai lấy 4 cái đen cuối cùng comment cho Linh K6 đen kèm sự hại nha mọi người ơi. Rất là xinh luôn. Không có size mọi người, free size nhá. 65kg vẫn vừa thoải mái cho em nhá. Hết trắng rồi mọi người, chỉ còn đen thôi nhá. Ai lấy đen thì comment cho Linh là đen nhá. Còn những đôn trắng của mọi người ấy, em sẽ không tiếp tục nhận order đâu ạ. Ok, 3 cái đen cuối cùng nhá mọi người. 3 cái đen cuối cùng nhá. Mọi người ơi, Linh không có màu đen ở đấy. Nên mọi người hình dung cho Linh là nó chỉ khác cái thân màu đen thôi. Mọi người ơi, đây là K6 nhá. Đây là K6 đây, còn màu đen này. Ok, 2 cái đen cuối cùng nhá mọi người ơi, 2 cái đen cuối cùng nhá. 2 cái đen cuối cùng nhá mọi người, 2 cái đen cuối cùng nhá. Mọi người ơi, những ai ạ mà có cái trắng này thì mai nhà sĩ chắc sẽ gọi điện chốt đơn cho mọi người. Còn nếu mà ai mà kiểu comment lâu ý, chậm ý, không nằm trong 6 người đầu tiên ý, à 7 người đầu tiên thì sẽ không được chốt mọi người ạ. Ok, Linh hết đen nhá mọi người, Linh hết cả, hết tất cả nhá. Mọi người ơi, K6 thì mình hết rồi. Bây giờ mình mang lên một siêu phẩm mang tên K7 nhá. Ờ bác ơi, em bảo ơi, em lên quần, à lên áo trước đi để em đỡ phải cởi quần. Ờ, con thì có áo gì đâu. Còn là váy suông ấy. Áo đâu đâu. Áo đâu không lên nữa. Mình là một siêu phẩm mang tên là K7 nhá mọi người nhá. K7 chốt nhanh tay luôn ạ. Thực sự là K7. Vâng mọi người ơi, mọi người lưu ý là hiện tại thì thực sự là đơn hàng mọi người comment nó hơi bị quá tải một xíu nên là bên mình không có đọc đơn được. Và ngày mai sẽ chốt theo thứ tự đặt hàng từ trên xuống dưới mọi người nhá. Hiện tại chốt đơn bằng hệ thống nên sẽ có thứ tự comment của mọi người nên là mọi người yên tâm nhá. Siêu phẩm mang tên K7 với mức giá ở trên live trên ngày hôm nay là mức giá chưa từng có và siêu phẩm này chưa được từng bán với giá đấy mọi người nhá. Áo ba kiểu thần thánh mọi người ơi, áo ba kiểu thần thánh. Phần tay phối van siêu xinh luôn ạ. Có thể bác Hương Lam nhá mọi người ơi. Bác nào mà sợ comment bị ẩn mình comment đi, mình nhìn thấy mình sẽ đọc tên của mọi người lên nhá. Mọi người lưu ý là hãy chia sẻ cái live stream này. Một siêu phẩm mang tên K7 Linh đang mặc đây với có 3 cách mặc nhá. Không phải 3 đâu mà 5 cách mặc cho em áo này luôn mọi người ạ. 220.000 nhá. Lần đầu tiên bán em này với giá là 220.000 mọi người ơi. Số lượng không còn nhiều đâu ạ. K7 nhá. Đây là K7 nha mọi người. Lần đầu tiên em bán
bán áo này với giá là 220 luôn. Mặc được rất là nhiều kiểu nha mọi người. Đây nhá, em bắt đầu show kiểu mặc cho mọi người nha. Đây nhá, kiểu thứ nhất này. Mọi người bỏ ra là Linh bỏ mua bình thường thôi, như kiểu mà mặc một cái áo bình thường mà thôi ấy. Mặc vào thôi không làm gì cả. Kiểu thứ hai nhá. Mọi người cầm hai cái tà vạt này này. Mọi người quấn lại cho Linh, buộc lại với nhau, rút lên. Rút lên nha mọi người. Đây nhá. Để tạo ra cái một cái áo rúm eo. Một cái áo rúm eo nha mọi người ơi. Đây nhá, áo rúm eo rất là xinh này. Một cái áo rúm eo này, có phần rúm ở eo này, rất là xinh luôn. Có hai size M nha mọi người, đây là K7 nhá. Mọi người lỉnh chốt cho khoảng 20 người thôi, nên mọi người nếu ai ưng thì comment nhanh nhá. Và đây là kiểu mặc thứ 3 nha mọi người ơi. Kiểu mặc thứ 3 nhá. Mọi người nhớ là phải mỗi lượt comment của mọi người đều phải đi kèm cho Linh 3 lần chia sẻ nhá. Mọi người không chia sẻ không chốt đơn đâu ạ. Đây nha mọi người. Kiểu mặc thứ 3 này, kiểu này hơi sexy một chút ý. Đây các bác kéo vừa phải, đây, rất là xinh luôn. Cái kiểu này và mặc với cả kiểu quần short à quần dài ấy. Cái kiểu này các bác phải mặc với cả quần kiểu quần jean ấy, cặp cao màu đen ấy, thổ chỉ chất. Đừng hỏi vì sao luôn. Đây nha mọi người, em show tất cả kiểu mặc đã. Xong rồi thắt đây ra xong. Đây nha mọi người. Kiểu mặc thứ 3 đây, à kiểu mặc thứ 4 rồi đúng không? Kiểu mặc thứ 4 đây nha các bác. Kiểu mặc thứ 4 đây nha. Là mọi người bắt chéo hai cái tà vào, thít nó vào. Lần đầu tiên em bán cái áo này phải giá 220 mọi người ạ. Ai thấy mã này thì phải chốt luôn cho Linh nhá. Với mã K7 cái điện thoại, đây là kiểu mặc thứ 4 nha mọi người. Kiểu mặc cuối cùng là kiểu kết hợp với cả đai da thần thánh của nhà Linh nhá. Rất là tiện cho những cái bác nào mà đã có sẵn cái đai da ở nhà. Một cái đai da này em có 150k thôi mà cái áo nào cũng có thể phối được các bác ơi. Ai lấy mã này comment cho Linh K7 kèm số điện thoại nha mọi người ơi. Chỉ cho như ai đã chia sẻ, mọi người lưu ý nhá. Chỉ chốt đơn cho ai đã chia sẻ đủ 3 lần. Đằng sau này siêu đẹp luôn mọi người ơi. Mọi người lưu ý nhá là Linh chỉ chốt đơn cho những ai đã chia sẻ đủ 3 lần với Linh nhá. Bởi vì mọi người tự chốt đơn cho mọi người bằng hệ thống mọi người ạ. Linh không can thiệp một chút gì vào cái việc chốt đơn luôn. Nên là mọi người ơi, nếu mà ai muốn chốt đơn ý, ngay và luôn thì mọi người hãy nhớ là chia sẻ 3 lần sau mỗi lượt comment đặt mua hàng nhá. 1m52, 54 ký mặc thoải mái bác ơi, cực kỳ xinh luôn nhá. Ai lấy mã này comment cho Linh là K7 kèm điện thoại, K7 còn 220 duy nhất tại livestream nha mọi người ơi. Đây Linh sẽ để một cái dáng áo đi ha. Để cái dáng xuống bụng nhá. Đây, Linh rất là thích cái dáng này, Linh sẽ để sang cái dáng này này. Mọi người ơi, comment nhanh K7 kèm số điện thoại nhá. Một cái áo được 5 kiểu các bác thấy thần kỳ không ạ? Tức là sao ạ? Tức là đang với 220k các bác mua được 5 cái áo đấy ạ. Ở đâu bán giá thế ạ? Ngay cả ở chợ Đồng Xuân cũng không có cái giá đấy để cho mình mua luôn nha mọi người ơi. Ai lấy mã này comment K7 kèm số điện thoại nha mọi người. Một cái áo thiết kế với giá 220k mặc được 5 kiểu ạ. Các bác mua 5 cái áo với giá 220k mà là nhà thiết kế, hàng thiết kế thương hiệu By C-Chat đây mọi người ơi. Ok rồi, nhìn các bác chốt đơn mà kiểu bao nhiêu ký vừa bác nhỉ? 65 ký đổ lại vừa cho em mã này nhá. Phần tay được phối voan mọi người ơi. Mọi người những cái ai mà vai to ấy ạ, vào đây bon chen cho em luôn mẫu này. Bởi vì sao ạ? Cái phần đen của nó này, nó tràn ra tận ngoài khung vai á, nó tạo cái cảm giác mà vai của bác thon hơn rất là nhiều luôn. Và vai đứng nữa, tức là mặc cái áo này nó sẽ tăng cả chiều cao và bóp cả vai cho các bác nhá. Rất là thần kỳ luôn, bởi vì đồ thiết kế ạ luôn luôn phải đem lại cho các bác những cái mẫu thiết kế nào mà nó hữu dụng nhất ạ. Và đây là K7 nha mọi người, K7 mặc được 5 kiểu nhá. Cho những ai mới vào này, em bắt đầu sâu lại nhá. Đây là kiểu mặc thứ nhất nhá mọi người. Đây nhá, Linh để lên kiểu này làm kiểu thứ nhất này. Kiểu thứ nhất nhá. Kiểu thứ hai mọi người bỏ suông ra. Bỏ suông ra nha mọi người. Đây bỏ suông ra nhá. Kiểu thứ ba này. Mọi người lưu ý là chỉ chốt đơn cho những khách hàng nào đã chia sẻ mọi người nhá. Một phiên bản áo hot thần thánh với 5 kiểu mặc. Phần tay van phối chất liệu là phiên bản cổ tàu mọi người nhá. Em này là cổ tàu phối tay van. Và với N cách mặc cho em áo này thì sự không mua là quá tiếc. 220.000 là mức giá tri ân. Vì thế là tất cả các khách hàng đã mua áo này rồi thì hãy nhớ chia sẻ 3 lần để chốt đơn mọi người nhá. Không chia sẻ thì xin phép từ chối chốt đơn cho mọi người ạ. Đấy mọi người, 5 kiểu mặc rồi đấy, mọi người thấy dã man không ạ? Đi đâu với 220.000 các bác mua được một cái áo đẹp như này mà lại mua được 5 cái áo cơ. Quá là thần kỳ phải không ạ? Mọi người chốt nhanh nhá. Bởi hiện tại là có thể là đang quá tải đơn hàng rồi, nên là Linh sẽ để cho mọi người một phút cuối cùng thôi nhá. Một phút cuối cùng để chốt em áo này nha mọi người ơi. Ai chốt thì comment nhanh cho Linh nhá. Chia sẻ lên đâu cũng được nha mọi người, miễn là đủ 3 lần nhá. Mọi người ơi, mọi người, Linh bị phản ánh cái màu tóc đen nhiều quá, nên là mọi người ơi, nếu mà mọi người có đóng góp gì về màu tóc thì mọi người đóng góp cho em nhá. Linh đang định đi nhuộm tóc nhưng mà chưa biết nhuộm màu gì. Đi nhuộm màu hồng mọi người ạ. Rất là xinh luôn đồ cái áo. Super. Sau này bác mới để
để em lên. Cảm ơn tất cả mọi người đã chia sẻ cho Linh nhá. Mọi người ơi, mọi người hãy nhớ là phải chia sẻ để chốt hàng và tương tác nha. Mọi người ơi, hãy tự chốt hàng với mình nhá. Hơn 20 người rồi Linh ơi. Là sao ạ? À, từ nãy đến giờ thì em cũng phải tự 40 người đấy. Nhưng mà thôi cứ để mọi người chốt. Bởi vì nếu mà có thể là hot quá thì em sẽ làm thêm mẫu này mọi người ạ. Còn 20 kẻ có sẵn thì em chốt cho 20 người đầu tiên. Đấy chưa, mẫu tóc này đẹp mà. Nhưng mà có thể là bác chưa để nhìn thấy em để màu vàng. Ok rồi, nhìn đơn hàng của mọi người không biết nói gì. Mọi người đang cặm cụi chốt đơn, mình cũng không biết phải nói gì. Phá hủy giây phút thiêng liêng này. Quá thiêng liêng rồi mọi người ơi. À, bia một chút về sản phẩm dưỡng da. Mọi người ơi, ai muốn mà da mặt đẹp như Linh ý thì mọi người hãy inbox cho Linh với Facebook Trương Thùy Linh nha mọi người. Mọi người nhìn nếu ạ, đây là cam thường nhá, nó chỉ có một chút đánh đèn thôi. Mọi người này, giảm đèn cho mọi người xem. Da không một nốt mụn luôn mà cực kỳ là căng bóng. Ai muốn trị mụn dưỡng da căng bóng thì inbox cho Linh với Facebook Trương Thùy Linh nhá. Ai muốn trắng da thì inbox cho Linh nhá. Bác Thu cho em mượn tay. Bác Thu cho em mượn tay. Đây mọi người, hãy so sánh hai làn da đi. Ai muốn trắng như Linh hãy về đội của Linh Facebook Trương Thùy Linh nha mọi người. Bác nào muốn mặc đẹp về đội da vàng, bác nào muốn mặc đẹp về đội da vàng, bác nào muốn mặc xinh về đội da trắng mọi người nhá. Da vàng là quần áo đẹp, còn da trắng là da đẹp. Ok chưa? Ok chưa nào? Mọi người ơi, chuẩn bị có một siêu phẩm mang tên K8 lần đầu tiên xuất hiện ở trên live của nhà Xin Chat mọi người nhá. Một siêu phẩm mang tên K8, nếu như lượt view lên được 750 em sẽ bán với mức giá không lợi nhuận mọi người ơi. K8. Mọi người ơi, K7 chuẩn bị em đừng chốt vì là quá tải rồi. Nhưng mọi người hãy chia sẻ lên 750 người xem. Một siêu phẩm mang tên K8 sẽ được bán với mức giá không lợi nhuận trên live stream ngày hôm nay mọi người nhá. 750 lượt xem, em sẽ bán với giá không lợi nhuận luôn. K8 là một siêu phẩm mọi người ạ. Được chốt K5, bạn ơi vẫn còn chốt K5 được nhá. Mọi người ơi, một siêu phẩm mang tên K8, một siêu phẩm mang tên K8 đây ạ. Em này cực kỳ xinh luôn mọi người nhá. Và bây giờ Linh sẽ lên K8 này nhá. K7 mình sẽ phải ngừng chốt rồi mọi người à, mình sợ là mình đã nợ đơn rồi. Sao lấy tay mình ra để làm thí nghiệm này. Em là chính thống da vàng mọi người ơi. Một siêu phẩm mang tên K8. Linh thay đồ nhá. Mình sẽ thay mẫu K8 mọi người nhá. K8 sẽ bán với mức giá không lợi nhuận khi lượt xem là 750 mọi người ơi. 730 rồi ạ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mỗi người chỉ cần một lượt chia sẻ thôi là một fan là lên tới 700-800 người xem bây giờ đấy mọi người ạ. Vì thế là mọi người ơi, mua giá tương tác thì đừng quên tiếc với Si Chat một phím chia sẻ. Mà nếu yêu thương Si Chat thì cho 2-3 phím chia sẻ nhá. Mẫu da rắn là chắc khoảng tầm 3 hôm nữa nhá Phương Keo ơi. K8 mọi bạn, K8 mọi người ơi. Em nói thật nhá, các bác sẵn đi không ra đây. Mọi người ơi, hàng trên live stream sẽ không qua cửa hàng lấy mọi người nhá. Mọi người ơi, đứng nghiêng đi em. Mọi người ơi, K8 ngày hôm nay 450, nhưng giá trên live stream ngày hôm nay bán với mức giá hứa danh dự là không lợi nhuận 299k. K8 là chỉ còn 299k mọi người nhá. Đây này, điểm nhấn của nó là ở đây nha mọi người ơi, đây là K8 nhá. Free size dưới 65kg ạ. 299k mẫu K8 này mọi người nhá. Nói chung là cái cổ nào của nhà Sát ấy thì nó cũng được thiết kế rất là rộng để làm gì ạ? Để các bác có thể biến hóa cái chiếc áo nó ra nhiều kiểu khác nhau ấy. Đúng, đẹp đi. Ai đến mã này thì comment cho Linh là K8 kèm số điện thoại nhé. Các bác có thể mặc theo dáng cổ này cũng được này, hoặc là kéo trên vai cũng được ạ. Đây nhá, rất là xinh luôn. Đó. Đừng nghiêng ơi, vớ chỉ nghiêng nhìn thôi. Nhớ chia sẻ đi được chút đơn. Nhưng mã này những ai không chia sẻ em sẽ không chốt đơn mọi người nhá. K8 là mức giá không lợi nhuận mọi người ơi. Mức giá này là không lợi nhuận rồi, hoàn toàn có thể mặc theo kiểu như này ạ. Mọi người hoàn toàn có thể biến tấu được K8 là rất nhiều kiểu mặc nhá. Đó. K8 299k, mức giá chưa từng có mọi người ơi, sản phẩm chưa từng xuất hiện luôn. Đây là một set váy liền mà bạn ơi. Đây là váy liền mọi người ơi, đây là váy liền nhá. 299k trời ơi, tại sao lại rẻ thế?
Đây là K8 đó mọi người, và giá của nó bán không lợi nhuận ngày hôm nay nữa. Bởi vì sao? Bởi vì các bác đã tương tác với Linh thì Linh sẽ tương tác lại với các bác nhé. Đây mọi người ơi, đây là K8 và giá của nó hôm nay được bán với giá là 299k đó mọi người. Ai lấy mã này comment cho Linh K8 kèm điện thoại nhá. Linh nghĩ chốt cho vài chục người đầu tiên thôi. Mẫu này thì bởi vì là kiểu hàng hôm nay mới về không có nhiều như cái mẫu trước ấy, nên là sẽ chốt đi thôi, không chốt nhiều nữa mọi người ạ. Quá đẹp luôn ý. À! Wow. Ôi. Sau khoảng 10 giây ấy mà bảo mọi người Facebook xong mọi người bây giờ kết bạn này. Wow. Wow. Siêu phẩm. Mọi người ơi, đây là cái 8 và giá của nó là 299. Mặc kiểu khác là mặc kiểu gì ạ? Đây nha mọi người, kiểu tiếp theo đây nhá. Mọi người có thể buộc hai tay với nhau này. Nói chung là cái này thì cái nào của nó chắc chắn cũng ưu tiên cái kiểu váy áo mặc được nhiều kiểu nha mọi người ơi, nên là không phải phải lo về cái kiểu mặc đâu ạ. Free size nha mọi người ơi, món này free size nhá. Quá đẹp luôn ấy mọi người ạ. Là còn là hàng mới về nữa chứ. Facebook của Linh là Trương Thùy Linh mọi người ạ. Size S. Size S. Mẫu này free size bác ơi. Mọi người ơi, Linh sẽ add tất cả mọi người nhá. Hôm nào thì Linh cũng add tất cả mọi người mà. Nên là một ngày ấy, khi mà Linh nói qua đây thì có rất là nhiều người kết bạn, nhưng mà số lượt follow vẫn không tăng bởi vì Linh add tất cả mọi người. Mọi người ơi, một siêu phẩm mới 299k, thực sự những ai mà chưa mua hoặc không mua mã này là một điều đáng tiếc cực kỳ luôn đấy mọi người ạ. Quá đáng tiếc luôn. Mẫu này là dưới 65kg mọi người nhá. Dưới 65kg free size. Xin cảm ơn bác Trang Linh đã tiếp tục tốn tiền với nhà Si Chat rồi nha bác Trang Linh ơi. Mỗi một ngày chỉ khoảng 2-3 siêu phẩm của nhà em mà bác lại tốn tiền rồi. Thực sự là xin lỗi bác rất là nhiều vì cái làm bác tốn quá nhiều tiền. Ôi bác Trang Linh dã man luôn ý. Em hôm nào bác cũng tốn tiền ở nhà em luôn. Hôm á, hôm thì hôm ít thì khoảng 2 mẫu, nhưng mà hôm nhiều thì khoảng 4-5 mẫu. Đều đều rồi. Cảm ơn bác đã ủng hộ Si Chat nha. Rồi rất là yêu thương những khách hàng dân tộc nhà Si Chat. 299.000 nhá. 299k cho em K8 này mọi người ơi, free size dưới 65kg ạ. Mọi người nhớ là để mua em này với giá 299k là mọi người phải chia sẻ cái livestream này 3 lần đấy mọi người nhá. Nếu như mình không có chia sẻ là mình phải mua với em này là giá 450.000 mọi người ạ. Nguyên giá của em này là 450.000, nhưng với mức giá không lợi nhuận ở trên livestream ngày hôm nay là 299k thôi mọi người nhá. 299k cho một em thiết kế váy 2 lớp mark logo by Si Chat mọi người ơi. Mọi người có thể mua được ở đâu bây giờ đúng không ạ? Hai bác cháu hay bây giờ hai bác mình đứng ra đây nhìn nhau đi, bởi vì như mọi người không muốn nói gì với chị em mình nữa rồi ấy. Mọi người link thắt đây ra cho mọi người xem nhá. Vừa có một bác nhắn tin đây. View đẹp, view bao xấu. À đâu, hôm trước có bác nhắn tin đây là kiểu da thì rất là mẫn cảm các thứ ấy. Xong đây là sau 2 ngày nhắn tin. Em xin bác chị bác sẽ chỉnh một nhé. Kiểu như là kiểu sau khi đấu tranh tư tưởng. Đây nha mọi người ơi. Buồn cười đấy. Bác sao Linh hôm em đang like bác bảo là gì nhỉ? Hôm nay vừa có người cướp của chị em 1 triệu. Sáng ra đã bị cướp tiền. Ok, em cảm ơn tất cả mọi người nhá. Mọi người đây là K8 đó mọi người, giá yêu thương trên livestream là 299k. Và giá niêm yết là bao nhiêu nhỉ? Em quên mất rồi. 450 nha mọi người, 450 sale còn 299 nha mọi người ơi. Đun dừa. Ôi mọi người đã ở đây thử ăn con đun dừa chưa? Em cắn có một nửa con ấy mà em nhai ở không thấy có vị gì cả, nhưng mà kiểu em thấy người ta ăn rất là nhiều, có người ăn tận 15-20 con ấy, mà em cắn một nửa con thì em cũng chưa biết vị của nó như nào.
người nhá. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Si Chat và cũng như là đã chia sẻ livestream cho Si Chat nhá. Đây là K8 đó mọi người ơi. Đây là K8 với giá của nó trên livestream là 299k. Giá niêm yết tại cửa hàng là 450 nha mọi người ơi. Cực kỳ xinh luôn. Đứng ra xa các bác xem form váy này. Mọi người lưu ý nhá là mỗi comment đặt mua hàng của mọi người chỉ cần comment một lần thôi nhá. Sau đó mọi người hãy tự chốt đơn cho mình bằng cách nào? Bằng cách chia sẻ livestream 3 lần nhá. Này. Facebook của Linh là Trương Thùy Linh mọi người ơi. Này mọi người ơi, em bảo nhá, hôm nào ấy em sẽ kiểu nhà, nhờ có nhà ai gần nhà Linh không ạ? Linh sẽ đến dọa các bác. Dạ. Vâng, bác dùng đi. Ôi. Ok. Cần đi về trả cái dù. Ôi mình đùng cho sướng quá, mai trắng lại làm phách. Chia sẻ đâu cũng được các bác ơi, chia sẻ đâu cũng được ạ. Em cảm ơn các bác nhá. Mọi người ơi, tóc của Linh là làm săn giả đấy mọi người ạ. Thực sự là tóc hay là tóc thẳng ấy. Tóc thẳng nhưng mà làm săn giả xong ý. Hôm qua thì nó săn hơn, còn hôm nay thì nó săn rồi. Nó hơi cong cong thôi. Các bác ơi, em nghĩ khuyên các bác ấy là đừng lên làm tóc săn thật, bởi vì săn thật rất là sơ tóc. Linh thì Linh không bao giờ làm săn thật cả. Linh chỉ cuốn săn giả thôi, để nên là lúc nào kiểu nếu mà Linh mà không nhuộm màu tẩy ấy, thì lúc nào tóc cũng óng mượt. Đây tháo đai cho mọi người xem nhá. Đây nha mọi người, tháo đai cho mọi người nhá. Các bác có thể mặc thành cổ thuyền này hoặc là lệch vai. Nói chung là như nào cũng được nhưng mà Linh thích lệch vai, cái gì Linh thích lệch vai hết ấy. Hoặc là mọi người có thể mặc theo giá bình thường này, hoặc thắt đai ra, hoặc là đây. Nhét cái tà này sang bên này. Đây nha mọi người thấy cái lỗ không ạ? Nhét cái tà đằng trước vào bên này. Nó sẽ thành một kiểu váy mới ấy. Ai lấy mã này comment cho Linh K8 kèm số điện thoại nhá. Nói chung là mỗi người một mắt các bác ạ. Các bác thấy tóc em đen đẹp như là em phản đối dữ dội từ cái ngày nhuộm tóc đến bây giờ đấy. Nếu các bác còn inbox cho bác Thu à? Em mời bảo Linh nhuộm lại tóc đi. Nhiều bác. Ôi dã man. Chắc là có thể các bác đã kiểu quá quen với một Linh tóc vàng rồi. Sao có đen này này. Mọi người ơi, chốt nhanh nhá, 30 giây cuối cùng rồi, mọi người chốt K8 nhá. Váy của Linh đang mặc đây ạ. Là K8 giá sale tại livestream là 299k nhá. Ai lấy mã K8 comment cho Linh là K8 kèm điện thoại. Ok, 10 giây cuối cùng rồi, Linh sẽ qua mã ngay lập tức nhá. 65 kỳ vẫn vừa mã này bác ơi. Đây nhá. 10 này. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Ok, Linh qua mã nhá. Bây giờ thì hết hàng mất rồi, còn đâu ạ? Bác là quá đây hay kia đây. À không, cái này cơ mà. Bây giờ thì bác mới nhìn thấy. Không, bây giờ bác nhìn thấy làm sao. Bác con em rất thương bác. Bác phải chịu đựng suốt bao nhiêu năm. Chịu nhau rồi đây ạ. Cô Phương Nguyễn bây giờ bình luận 38 này. Bình luận 38 chắc còn đang chơi game. Mọi người ơi, lên 700 lượt xem em lại bán với giá yêu thương nào. K9 mọi người nhá. Lưu ý cho em, K9. K9 nói nhỏ giá yêu thương mọi người ơi, 690. 700 lượt xem nào, một người nữa thôi. Nói nhỏ. Ok, K9 ngày hôm nay được bán với giá là 320 cho 20 khách hàng đầu tiên mọi người nhá. K9. Trời ơi, chưa bao giờ sale em này luôn mọi người ạ. Những ai mà đã mua thì đã biết đúng không ạ? 380 ngày hôm nay sale 320 cho 20 khách hàng đầu tiên mọi người nhá. Quá đẹp luôn các bác ơi, nhìn ở ngoài nó kiểu đẹp long lanh luôn ấy. Ui. Sao mình lại bán quần áo đẹp ấy nhỉ? Đây là K9 nha mọi người ơi, chốt 20 người nhá. Ok, 3 người đầu tiên rồi nha mọi người ơi, chốt nhanh nhá, 17 người nữa chốt nha mọi người. Số tôi tự tin vì tôi bán quần áo rất là đẹp. Tôi tự tin khi tôi bán quần áo rất đẹp. Tự tin khi mình đi chat. Tự tin. Tự tin mà
bán quần áo rất đi. Ôi nó đẹp dã man luôn đi các bác ơi. Nhưng mà có 20 mẫu thôi. Mặc đi. Thì em chỉ cần đứng yên thôi. Này bác thôi, em nhá, mai sau nhá. Mai sau em sẽ nhảy. Cái mày thứ hai nha mọi người. Mai sau em sẽ nhảy tất cả các mẫu của nhà bác bán giá rẻ hơn. Đây nha mọi người ơi, đây là mẫu tini nhá. À đây đây đây. Tini thì mọi người buộc đằng sau ấy thì nó sẽ tạo thành một form váy này này. Nói chung là cái kiểu này thì có rất là nhiều kiểu mặc, hoặc là các bác có thể mặc thành cái váy xoắn bụng nữa cũng ok. Đây, rất là xinh luôn nhá. Mọi người ơi, đây là tóc thật của Linh đó. Linh nối tóc mọi người, Linh không nối tóc giả. Thực ra là thì cái màu đen này thì mọi người chưa nhìn quen mặt của Linh nên là cảm giác nó hơi giống tóc giả thì thôi. Nhưng thực ra là tóc thật đấy ạ, chỉ nối thôi ạ. 56kg vừa thoải mái cho em bác ơi, 56kg vừa thoải mái cho em nhá. Dưới 65kg vừa nhá các bác. 65kg là cái nặng tối đa vừa mẫu này. Mà bác không cho em đọc comment à. Mai bác phải mua em cái kính lúp. Ống nhòm, ống nhòm. Mai mua cho em cái màn hình phóng to ấy. Ờ. Em đứng yên đưa ra. Chị hỏi các bạn đi. Đúng không? Mai đầu tư cái màn hình phóng to. Đưa tao phải làm mấy ạ? Bây giờ lại cởi ra lại đứng ra rộng ra. Giống kiểu lại cởi ra đúng không? Cởi hết ra đúng không bác? Mọi người đây là K9 nhá. K8 hết rồi mọi người ơi. Đây là K9 nhá mọi người. Đây là K9 và giá của nó là 320 duy nhất tại buổi tối ngày hôm nay. Nếu ai lấy mã này comment cho Linh là K9 kèm điện thoại. Không, em không thích trắng này. Nói chung là cái đây lấy sinh ra ha. Không không không. Em cởi hết ra cho Linh có tao view. Ôi mọi người ơi, bắt tôi bán em. Có ai mua lại không ạ? Để như thế không gian ra 7 tháng từ tầng 7 Mọi người ơi, tất cả những đơn hàng mà có vấn đề thì mọi người vui lòng inbox cho shop mọi người nhá. Hiện tại thì nhân viên trả lời tư vấn inbox sẽ làm việc từ 9 giờ sáng cho đến 9 giờ tối á. Nên là mọi người có vấn đề thì vui lòng inbox vào shop cho bên em nhá. Váy này đang sale từ 380 còn 320 bác Nguyễn Thắm ơi. Mã này là mã K9, đai da một giá duy nhất 150.000, một thiết kế duy nhất mọi người nhá, không có đai ngắn đai dài đâu ạ. Bác Thủy Lâm ơi, vui lòng chốt lại mã này, nếu như mà bác chưa được chốt thì chốt lại mã này cho em là K9 với giá sale ngày hôm nay là còn 320.000 nhá. Đúng rồi, bác Quỳnh Trần là đai ra quá thần thánh luôn đúng không ạ? Nhà em bích nó là thần thánh từ lâu lắm rồi mọi người ạ. Và bây giờ thì có rất nhiều shop cũng đai ra thần thánh. Có thấy mộc trà nhá. 75kg mà K9m6 vẫn mặc vừa mẫu K9 này bác ơi. Mọi người ơi, mọi người lưu ý là để được chốt đơn mọi người hãy chia sẻ cái livestream này 3 lần mọi người nhá. Sau đó thì quay vào đây comment cho đúng cú pháp cho em là mã hàng kèm số điện thoại. Không có người trả lời inbox của bác thôi. Sinifan ơi, có người trả lời nhưng mà inbox thực sự là quá tải mọi người ạ. Cứ mỗi một ngày sẽ có khoảng tầm 1.000 khách hàng sau khi xem live xong thì lại inbox cho khách nữa, lại inbox cho shop nữa. Nên thực sự là rất là quá tải luôn ạ. K9 chỉ chốt cho 10 bác nữa thôi mọi người nhá. 10 bác nữa thôi là em sẽ qua mẫu ạ. Mọi người ơi, 10 bác nữa thôi nha mọi người. Free size nhá, cân nặng tối đa là 65kg vừa cho Linh mẫu này nha mọi người. Cực kỳ xinh luôn nhá. Mã này mọi người cảm thấy mà không xinh không đẹp ấy thì mọi người khi mà đặt mua về ạ, mọi người cầm ở tay này, sờ chất này, xong rồi sẽ lên form này xem mình mặc như nào. Cảm thấy không đẹp giả lại cho em. Vải này là vải mango trơn nha mọi người. Đây là chất mango trơn nhá, siêu đẹp luôn. Vạt vạt lệch nhá, và đằng sau là dài và vạt vuông, và đằng trước là vạt tròn nhá. Và ngắn hơn nha mọi người ơi. Đây là băng gồ trơn mọi người, chất siêu đẹp luôn. Riêng về chất liệu của nó sẽ chắc thì mọi người không phải phờ lo luôn. Và đây là K9, ok chưa nào? Em chốt cho 5 người cuối cùng nhá. Bác Duy Long ơi, bác comment cho Linh theo cú pháp là kiểm tra đơn hàng kèm điện thoại nhá. Ok mọi người, 2 người cuối cùng nào. Mọi người ơi, một đơn 3
lần nha mọi người, một đơn 3 lần, 2 đơn 6 lần ạ. Sau khi mà mỗi comment đặt mua hàng của mọi người ạ thì phải chia sẻ 3 lần nó link để mọi người tự chốt đơn nhá. Mọi người đặt một sản phẩm này, mọi người chia sẻ này, như là mọi người được chốt đơn. Xong rồi đấy chốt rồi, xong rồi mọi người đặt một sản phẩm nữa thì mọi người lại chia sẻ 3 lần đấy lại chốt đơn. Đấy chốt rồi. Ok, em qua mẫu nha mọi người ơi. Mọi người ơi, một siêu phẩm nữa mang tên K10 với mức giá bán là 249k nhá. Bây giờ Linh sẽ lên mẫu K10 đây. 249k, nguyên giá của em này tại shop là 400k. Chất liệu của nó là thô đũi mọi người nhá. Thô đũi là một cái chất liệu mà được người nước ngoài rất là ưa chuộng đó. Nó sẽ hơi nhanh một xíu nhưng mà mặc thì bao mát luôn mọi người ạ. Nên là bác nào K10 249 mọi người nhá. Linh đang thắc mắc hỏi là vì sao, bởi vì em thích thế thôi. Bán hàng đôi khi chả cần gì cả, chỉ cần khách hàng tương tác là bán rẻ thôi. Có những sản phẩm thực sự là bán với mức giá không lợi nhuận mọi người ạ. À. Bởi vì thực ra là 250.000. Bây giờ mọi người có đi may đồ thì cũng không có cái mức giá đấy đâu mọi người ạ. À. Huống chi là liên quan đến chất liệu vải vóc nữa đúng không ạ? 249.000 đối với em K10 là một mức giá không lợi nhuận mọi người nhá. toàn bộ là siêu phẩm mà mọi người. Bên Thu bán hàng mới, toàn những thiết kế mới nhất nhưng với giá yêu thương luôn cho các bác luôn á. Đây là chỉ cần các bác chịu khó tương tác lại với Zchat thôi là luôn luôn có giá yêu thương rồi mọi người ạ. Vài đen đằng sau một chút nữa mình sẽ lên nhá mọi người nhá. Đây sẽ là mẫu cuối cùng đó. Còn bây giờ sẽ là K10 249 mọi người nhá. Nguyên giá tại cửa hàng là 400. Mọi người ơi, tất cả những đơn hàng ở trên livestream ấy. Sunny Fan ơi, vui lòng inbox cho bên mình nhá. Với cái sản phẩm bán với giá tương tác thì bắt buộc phải đặt hàng ở trên livestream mọi người ạ. Bởi vì hiện tại hệ thống cửa hàng cũng rất là đông khách rồi nên là bên cửa hàng họ sẽ không care được cái phần đơn của trên livestream nữa ấy. K10 mọi người ơi, một siêu phẩm K10 400.000 với giá ở trên livestream ngày hôm nay là 249.000 mọi người lưu ý nhá. 249.000 cho em K10 thôi ạ. Free size dưới 68kg mọi người nhá. Mặc mẫu này thì cực kỳ ngầu thoải mái, chất liệu là thô đũi. Nó có cái thô xước ấy mọi người, mặt thô nó sẽ xước. Và phần tay là phần tay len mọi người nhá. Thời tiết này chỉ cần mặc một áo này là rất là ok rồi ạ. Cái này 60 cân, 68 cân vẫn vừa đến thương em ơi, K10. Mọi người đây là K10 nha mọi người. Giá 249k đang siêu hơn 50% nữa các bác đấy ạ. Mọi người ơi, ai lấy mã này ạ thì comment cho Linh là K10 kèm số điện thoại nhá. Cực kỳ xinh luôn nha mọi người ơi. Dã man luôn. Đây là K10 nha mọi người. Đúng rồi mọi người, khi mà mua hàng đẹp lại còn giá rẻ đúng không ạ? Tiếc gì nhau một phiếu chia sẻ ạ. Các bác lưu ý là mỗi comment đặt hàng của các bác đều phải chia sẻ 3 lần để tự chốt đơn cho mình nhé mọi người. Ngày trước thì Linh không bao giờ đề cập đến cái vấn đề chia sẻ cả, bởi vì ngày trước là Linh chốt đơn thủ công ạ. Mọi người ơi, nên là ấy ạ, Linh sẽ không yêu cầu các bác chia sẻ, nhưng mà bây giờ em chốt đơn hệ thống. Và giá hiện tại ạ, giá trong những cái livestream gần đây của em luôn luôn yêu thương hơn giá livestream ngày trước nhá. Livestream ngày trước là Linh bán với giá vừa phải, còn bây giờ thực sự là Linh bán với giá tương tác đấy các bác ạ. Nên các bác phải tương tác với em để chốt đơn hàng bằng hệ thống nhá mọi người. Khi mà hệ thống báo khách hàng đã đủ lượt tương tác để mua hàng với giá tương tác thì mọi người sẽ ngay lập tức được chốt đơn nha mọi người. Mọi người không cần phải hỏi Linh là đã chốt đơn cho bác chưa, bởi vì đơn của các bác là các bác tự chốt nhá. Mọi người đây là free size nhá, cân nặng tối đa vừa cho Linh là 65kg nhá mọi người. Ai lấy mã K10 này comment cho Linh là K10 kèm số điện thoại nhá. Kèm số điện thoại lên nhá, không có nhiều đâu mọi người hãy tranh thủ nhá. Nhất là những cái các bác ở miền Bắc kia, có thời tiết mà bắt đầu vào xe lạnh thu đông rồi thì các bác hãy săn ngay mẫu K10 về nhá. Mà cực kỳ mát luôn mọi người, có phần rúm ở bên hai bên sườn này. Đây ra là 150.000 nha mọi người, đây ra 150 nhá. Đây ra là 150k mọi người ơi, cực kỳ xinh nhá. Mọi người lưu ý khi mà thắt đây ra, bởi vì mình đặt bản đằng trước mà mình kéo đằng sau ấy thì bình thường là vậy, nó sẽ rúm đằng sau đấy. Các bác lưu ý là sau khi mà thắt xong các bác nhớ kéo váy sang hai bên nhá. Đây mọi người ơi, cho tay áo xuống này. Cực kỳ xinh luôn. Không có túi mọi người ơi. Mọi người ơi, bởi vì sao Linh không làm sai ạ? Bởi vì free size của nó là 65kg đã vừa rồi ấy. Nên là Linh không có làm sai nha mọi người ơi. Đây ạ, 65kg đã vừa mẫu này rồi. Linh chỉ đảm bảo cho các bác là bất kỳ mẫu nào của nhà Zchat cân nặng tối đa là 65kg
5kg vừa nhá. Những cái mẫu nào mà nó form kiểu body ý ạ, form mà kiểu tôn dáng một chút thì Linh sẽ làm sai, còn cái form xuồng thì Linh sẽ không làm sai nhá. Bởi vì bình thường ý ạ, là free size của nó 65kg đã vừa rồi. Mọi người, K10 là 400.000 nhá. Sale với giá tương tác với các khách hàng nào đã chia sẻ 3 lần livestream này rồi thì là còn 249. Mọi người, phần tay là tay len nhá. Tay là phần chất liệu len Hàn mọi người nhá. Phần ống tay là chất liệu len mọi người ạ. Đó, mọi người nhìn chất không ạ? Phần tay là len mọi người nhá. Phần này nó là vải thô đũi mọi người này. Chất liệu này thì nước ngoài rất là thích luôn. Cái này mà lên hàng bông chắc là tiền triệu luôn á. Nhưng mà nhà xin chắc chỉ bán với giá là 249.000, mức giá không lợi nhuận mọi người nhá. K10 sale từ 400 còn 249.000. Chốt cho 10 bác nữa, Linh sẽ qua mẫu nhá. 10 bác nữa nha mọi người ơi. 10 bác cuối cùng nhá. Chứ rồi làm bị ụt tay. Mọi người, đôi xuồng của Linh đang đi nhá. Rồi là có khoan bác hay dép đẹp quá nên là lại phải ra PR dép. Đây đôi xuồng của Linh đang đi nhá, là đôi G01 nhá, đôi xuồng độ 10 phân nha mọi người ơi. Ai lấy mã này thì comment cho Linh là G01 kèm số điện thoại nha mọi người. Ok, em sẽ qua mã nha mọi người. Đấy bác không thấy không? Linh đóng order mã 10 nha mọi người. Và bây giờ sẽ là một siêu phẩm cuối cùng mang tên K11 mọi người nhá. Đúng rồi chị ơi, chị chia sẻ cho em thì em chốt đơn cho chị rồi chị nhá. Một siêu phẩm cuối cùng mang tên là K11 mọi người ơi. Ok bác Tường Nguyễn nhá. K11 420.000 trên live trên ngày hôm nay em sẽ bán với giá là bao nhiêu đây? K11 mọi người nhá. Đúng rồi. K11 sẽ là mẫu cuối cùng trên livestream ngày hôm nay mọi người nhá. Em đang phân vân xem cái mức giá là bao nhiêu đây ạ. Bởi vì là em xem lượt tương tác, hoàn toàn bán theo giá ngẫu hứng mọi người nhá, không có một sự sắp đặt nào về giá nữa. Em có thấy bác Xuân Nguyễn nhá. Bác Thanh Nhung ơi, tất cả cái mẫu đã qua là đã hết hàng rồi ạ. Mọi người ơi, mọi người hãy để ý khung giờ live của nhà xinh nhát nhá, thường sẽ bắt đầu vào lúc 9:30 mọi người ạ. K11 sẽ là siêu phẩm cuối cùng mọi người nhá, 420 là giá tại cửa hàng. Và trên livestream ngày hôm nay sẽ bán với giá là bao nhiêu đây, phụ thuộc vào tất cả vào sự tương tác của khách hàng mọi người nhá. Xin chắc hoàn toàn bán theo giá tương tác mọi người ạ, không đặt lợi nhuận lên trên đầu đâu ạ. Mọi người nhớ là chia sẻ mọi người nhá. Các bác vào sau, các bác chưa chia sẻ thì hãy ra ngoài chia sẻ mọi người nhá. Chia sẻ 3 lần thôi mọi người ạ, chia sẻ bất kỳ đâu. Có thể chia sẻ lên trang cá nhân hoặc là chia sẻ lên các hội nhóm mọi người nhá. Nếu như mọi người yêu thương thì có thể chia sẻ nhiều hơn 3 lần thì thực sự là rất là cảm ơn luôn ạ. Mọi người có thể tag thêm bạn bè mình vào mua cùng cũng được. Một siêu phẩm mang tên K11 mọi người nhá. Hôm nay sẽ bán em này với một mức giá chưa từng có mọi người nào. Hiện tại thì shop có 2 cơ sở mọi người ơi. Số 39 ngõ 10 Tô Thất Tùng Hà Nội và số 26 ngõ 4 phố Hoa Lư nhá. Lần đầu tiên em này sẽ được bán với giá là 420. Nhưng mà ngày hôm nay trên livestream ngày hôm nay mặc dù là hàng vẫn đang có rất là ít thôi mọi người nhá. 645 người rồi, 650 người rồi. Bán em này với mức giá vô cùng rẻ, 350.000 mọi người nhá. 350.000 em này có kèm đai ạ. Em thề luôn, khi mà bác đọc cái giá 350.000 đấy là có rất nhiều người phản đối đấy ạ. Không biết bởi sao ạ? Bởi vì mẫu này của nhà mình đang rất hot mà các bác mua trước phải mua giá rất là đắt. K11 lần đầu tiên em sale 350.000 mọi người nhá. Tính ra là sale 20%, đúng rồi 20%. K11 mọi người nhá. Những ai đã mua rồi thì vui lòng không kiện cáo mọi người nhá. Hãy để cho những khách hàng chưa từng biết đến nhà xin chất một lần được trải nghiệm với những sản phẩm vô cùng yêu thương, với mức giá cũng vô cùng yêu thương luôn mọi người ơi. K11 em chốt cho 20 bác mọi người nhá. Đây nè mọi người, cái đặc điểm của K11 là gì ạ? K11 là có phần khóa vai nè mọi người có thể kéo ra chế vai hoặc là mặc bình thường đều ok nhá. Mọi người nếu mà muốn kéo ra chế vai ấy ạ,
nhiều hay ít tùy thuộc vào các bác kéo, có thể kéo đến tận đây liền, tức là vai nó trên chế tầm này nhá. Còn Linh thì Linh chỉ kéo vừa phải thôi, và Linh vẫn thích cái dáng mà đây, Linh chỉ kéo vừa phải thôi nha mọi người, đây nhá. Ai lấy K11 comment cho Linh K11 kèm số điện thoại nhá. K11 sale tại livestream còn 350k mọi người, tức là sale 20% đấy mọi người ạ. Ai lấy mã này thì comment cho Linh K11 kèm số điện thoại nhá. Không lấy nhanh là hết rồi mọi người. Và các bác đừng hỏi em là lùn có mặc được mẫu này không ạ. Bởi vì sao ạ? Bởi vì nó là form váy suông, nhưng mà là form váy đây, nó dài qua đầu gối, nhưng mà nó chỉ che đến đầu gối thôi, nhưng mà tạo cho chúng ta cảm giác là nó đã dài bắp chân. Nên là làm sao ạ? Nên là khi mà các bác khoảng 1m5 mặc vào thì nếu 1m6 mà 1m6 mặc vào thì nếu 1m7 luôn. Mặc vào thì trông cao lên dã man luôn đi mọi người ạ. Và khi mà mọi người mua váy thì mọi người sẽ được tặng kèm cái đai mọi người. Ai lấy mã này comment cho Linh là K11 kèm số điện thoại nhá. Mọi người comment nhanh nhá, mẫu này không còn nhiều đâu ạ. Quá là đẹp luôn, xuất sắc. Bác Trang Trang ơi, bác Trang Trang quên số điện thoại của Linh rồi. Không có mẫu nào da rắn bác ơi, hôm nay thì Linh không lên da rắn, da rắn vẫn chưa về nha mọi người. Đây nha, đây là K11 nha mọi người. Đây là K11, giá sale tại livestream là còn 350, giá niêm yết là 420 nha. Ai lấy mã này comment cho Linh là K11 kèm số điện thoại nha mọi người ơi. Đấy là cái đai được tặng kèm nha mọi người. Còn cái đai da này của nhà em này, giá là 150 nhá. 150, ai lấy đai da comment cho Linh là đai da kèm số điện thoại nhá. À bác thua. Thì nãy sẽ bảo bác cái này. Đây nha mọi người ơi. Đây nhá. Trễ vai nha mọi người. Đây là K11 nha mọi người. Mọi người ơi, điểm nổi bật của em K11 nó thiết kế thông minh, nó là phần khóa vai mọi người nhá. Có nghĩa là nếu như mình đi làm thì mình sẽ mặc theo kiểu kín đáo là mình sẽ kéo lên, nhưng mà mình đi chơi mình muốn hờ hứng bờ vai của mình ấy thì mình sẽ kéo hai cái khóa này ra mọi người nhá. Một thiết kế rất thông minh, hầu như những thiết kế của nhà CJ đều đảm bảo tiêu chí đó là đa dạng trong cách mặc mọi người ạ. 350.000, 420 sale còn 350.000 nhá. Chỉ chốt cho 5 bác nữa em sẽ đóng mã order mà này với giá sale mọi người nhá. Chỉ 5 bác nữa thôi ạ. 5 bác cuối cùng cho mọi người comment nhanh nhá. Ok, bác Hồng Trầm Mỹ là 1 này, bác Lam Xuyến là 2 này. Qua mẫu này là em sẽ dừng chốt mọi người nhá. Qua mẫu này là hết hàng ở đây đâu mọi người. Thì mọi người người mây nhá. Chưa à? Còn 20 phút nữa. Ok, bởi vì là mọi người đang xem rất là nhiều ý, gần 600 người xem nên là Linh quyết định lên một cái siêu phẩm cuối cùng mới nhá. Mọi người ơi, sẽ lên một siêu phẩm cuối cùng, hứa danh dự là cuối cùng, bởi vì là thực sự thì với gần 600 bác đang xem ấy thì dừng lại cái livestream này sẽ là một sự có lỗi lớn. Nên là sẽ lên một siêu phẩm cuối cùng mang tên K12. Và mọi người vẫn luôn biết là CJ bán theo giá tương tác đúng không ạ? Nếu như lượt view vẫn duy trì thì CJ sẽ bán mức này giá vô cùng yêu thương mọi người nhá. Tất cả những mẫu ở khi mà lên livestream này là những mẫu hot nhất trong bộ sưu tập mới nhất của CJ mọi người nhá. Và giá ở trên livestream thì luôn luôn là mức giá vô cùng yêu thương, không bao giờ có tại cửa hàng đâu mọi người ạ. Tại cửa hàng hoặc là trên fanpage vẫn chốt đơn theo giá bình thường mọi người ơi. Chỉ có giá ở trên livestream với tất cả những khách hàng nào đã chia sẻ, đã tương tác, đã tác thêm bạn bè vào thì mới được mua với giá này mọi người nhá. Nên mọi người lưu ý. Mọi người ơi, thực sự thì có nhiều khi mà mình cảm giác khi mà mình đi ra ngoài đường ấy, mình muốn tốn tiền nhưng mà mình không có tìm được đồ ưng ý ấy. Nhưng mà đến với nhà CJ thì mọi người được tiêu tiền vẫn là một niềm hạnh phúc vô cùng luôn ạ. Chị ơi, cứ chia sẻ cho em là được chốt mọi người nhá. Chia sẻ thật đấy, comment đúng cú pháp là được chốt mọi người nhá. Áo beo K5 còn hàng ạ. Bên em không đọc chốt mọi người ơi vì lượng đơn rất là quá tải. Cảm ơn 600 người vẫn đang xem đến thời điểm này. Và em K12 này mọi người ơi, K12 này 380. Trên livestream ngày hôm nay em sale còn 250.000 nhá. K12
K18 sale còn 250.000 mọi người ơi. K18 sale còn 250 nha mọi người. Ai lấy mã này comment cho Linh là K em bảo 380. K12 nha mọi người, sale còn 300. 250.000. Sale còn 250 nữa, từ 380 sale còn 250 nha mọi người ơi. Rất là xinh nhá. Mọi người ơi, điểm nhấn của nó là phần tà voan ở phía trước này mọi người này. K12 mọi người nhá. K12 này mặc có chân váy khóa cũng rất là xinh luôn. Nhưng mà Linh đang kết hợp với short. Nhưng mà mọi người có thể hoàn toàn kết hợp với lại K2 của Jessie Chan nhá. K3 là mũi nào nhỉ? À K3 còn bác ơi, K3 còn nhá. Ok mọi người ơi, ai lấy K12 comment cho Linh K12 kèm số điện thoại nhá. Mọi người ơi, cái K12 này hoàn toàn có thể kết hợp được với chân váy khóa này, rất là xinh luôn mọi người nhá. Đó, một set đồ hoàn hảo cho mọi người. K12 kết hợp với K2 là một set hoàn hảo. Hãy Linh lên K12 và K2 đi. Em nổi lắm. Đây là mọi người thể hình dung ra đúng không? Em biết là đây toàn những người thông minh mà. K12 em sale còn 250.000 chị ơi. 380 sale còn 250.000 mọi người ơi. Em chỉ cho ra 10 bác K12 thôi mọi người ạ. Cảm ơn tất cả 600 khách hàng đang xem đến thời điểm này rất là muộn rồi. Là đang định tắt live stream ở K11 rồi nhưng mà K3 sợ là hết rồi ạ. K3 kimono. Mọi người ơi, K2 của Linh là 350 nhá. K2 của Linh là 350 này. Ai lấy K2 comment cho Linh là K2 kèm số điện thoại nhá. K2 giá 350 mọi người ơi, K2 350 nhá. Ai lấy K2 comment cho Linh là K2 cộng số điện thoại nhá. Em nghĩ là đến lúc bác Thu phải nhuộm lại tóc rồi đấy ạ. Hết tiền rồi. Cho vay tiền. Hôm nào tôi xinh đẹp tôi sẽ lên. Mọi người ơi, mã Linh đang mặc là K12 mọi người nhá. Chốt cho 5 bác nữa thôi ạ. Em bắt đầu đọc chốt lại cho 5 bác tiếp theo mọi người nhá. K1 là em cũng không nhớ là còn nữa không nữa. Mọi người ơi, cái K12 là kết với K2 mọi người nhá. Phần voan đằng trước mặc mũ này cá tính lắm mọi người, thất tay ra thử Linh ơi. Giày đang đi là G01 là 450.000 mọi người nhá. Chốt cho bác Phương tóc là còn 4 bác nữa thôi ạ. K12 là chất len hàn phối voan mọi người nhá. Em này là len hàn phối voan ạ. Đó, mọi người thấy đại gia thần thánh chưa? Hát với áo cũng xinh, váy cũng xinh luôn ạ. Ok bác Nguyễn Huệ nha, em bên em sẽ xem bác vào ngày mai nhá. Mọi người ơi, K12 và kết hợp với K2 thì là một siêu phẩm, một set siêu xinh rồi. Áo này là K12 sale từ 380 còn 250.000. Chốt cho 10 mã, bây giờ còn 4 mã ở trên livestream này thôi mọi người nhá. Đúng rồi, K1 là áo kẻ sọc màu nâu đất, đúng rồi mọi người ơi. Chốt cho bác Duyên Võ là em còn 3 bác nữa nhá. Chốt cho bác Linh Lùn là còn 2 bác nữa nhá. Chốt cho bác Lan Nguyễn em còn 1 bác nữa nhá. G01 chốt cho Phương Lê rồi ạ. Mọi người ơi, hiện tại em đọc chốt những mã cuối cùng thôi, còn những cái mẫu ở trên là em không có đọc mọi người nhá. K12 em đã chốt hết rồi mọi người nhá. Ok, mọi người ơi, bây giờ là những ai mà muốn quần áo đẹp thì đến với da vàng, còn những ai mà muốn da đẹp thì đến với da trắng mọi người nhá. Mọi người có thể kết bạn với Trương Thùy Linh ở trên Facebook Trương Thùy Linh để bán tư vấn về da. Còn với những khung giờ trên livestream và chính nhá thì sẽ có rất nhiều những sản phẩm đẹp, giá yêu thương, đa dạng trong cách mặc để giới thiệu đến cho mọi người nhá. Còn hiện tại thì chắc là phải kết thúc cái livestream này rồi. Vẫn gần 600 người đang xem Linh ơi. Mọi người ơi, chắc là có thể là Linh phải kết thúc livestream ở đây. Ok, bác tin Linh Nguyễn nha, comment đúng cú pháp cho mình là được ạ. Mọi người nhớ là hãy theo dõi livestream của nhà Sĩ Chat vào khung giờ gì ạ? Vào khung giờ 9:30 hàng ngày nhá. À, Linh xong con giày đi chứ. Vào khung giờ 9:30 hàng ngày nhá, để làm gì ạ? Để săn những mẫu đồ siêu đẹp với giá yêu thương nha mọi người ơi. Linh sẽ giơ con giày nhá. Đây là Linh. Mọi người ơi, với giày thì mọi người có thể là chụp lại màn hình nhá. Giày thì Linh sẽ giơ thôi ạ. Bởi vì thực ra giày ở trên livestream ấy Linh cũng không thể sale được, nên là mọi người ơi, nếu mà muốn mua giày ấy thì comment chụp lại màn hình vào inbox cho Linh nhá. Linh sẽ giơ qua các mẫu giày cho mọi người xem nhá. Cái đang mặc là K12 ạ. Chị Nguyễn Hà ơi, chị để lại nội dung kiểm tra đơn hàng giúp em nhé, kèm số điện thoại nhé. Mọi người ơi, giày thì Linh sẽ dơ qua để mọi người có thể chụp lại màn hình nhé. Em cảm ơn bác Bánh Trôi nha. Hay là em lại mình sale. Mọi người ơi,
ơi, nếu mà ai muốn bí quyết làm đẹp da body cũng như là da mặt thì mọi người inbox cho Linh nhá. Ở đây thì Linh không phải chia sẻ đâu ạ, bởi vì đây là livestream của SeaChat, livestream để bán quần áo cho mọi người. Mọi người có điểm nhấn là hai cái phần khóa đây này, rất là xinh luôn. Đôi này là 550 nha mọi người. Ai thích đôi này chụp ảnh màn hình gửi vào inbox cho SeaChat nhá. Mọi người ơi, vẫn là siêu phẩm đúng không ạ? Siêu phẩm đó là em chiến binh sỏ ngón này mọi người nhá. Tất cả các mẫu chiến binh thì đều độn đế khoảng 4 phân mọi người ạ. Nên là ai ưng mẫu nào thì giày thì hiện tại mình không có chốt mã được ấy thì mọi người. Nhưng ai mà lấy giày thì chụp lại cái màn hình này xong inbox cho shop mọi người nhá. Chốt G đi. Đó. Đây là mẫu chiến binh sỏ ngón mọi người ơi. Chất liệu da rất là mềm luôn mọi người ạ. Dép ngành là dép gì chị ơi? Em không biết da ngành là dép gì luôn ạ. Môi đấy mà của nó lại vẫn đau. Có những cái mẫu này thì lại rất là thoải mái mọi người này. Nhưng bác nào mà thích form cổ nó vừa phải ấy. Vâng các bác, nếu mà ai có trông ở hoa lưu buổi sáng nhớ lau gương cho Linh nhá. Đây mọi người ơi. Mọi người ưng mẫu nào thì mọi người chụp lại màn hình nhá. Ôi mọi người hỏi dép ngành sự không có biết được luôn. Sao mày nhỏ dép nào hả? Hả? Chị cũng không biết luôn á. Bôi bốt này rất là hot hit. Đôi bốt hoodie này thì rất là hot hết nhưng mà hiện tại thì cũng đang hết hàng rồi mọi người ạ. Đôi này thì phải chờ hàng về rồi. Đôi này thì mix thì xét bao chảnh luôn ạ. Mọi người nhớ chụp lại màn hình nhá. Giày thì mọi người chụp lại màn hình xong inbox cho shop nhá. Em ơi like đến qua đêm nay thôi à. Ô mấy giờ rồi nhở? Chị không biết giờ. 11:30. Đôi Linh đang đi còn mọi người ơi. Đôi Linh đang đi còn nhá. Đây mọi người ơi. Ủa ơi. Cái gì đây? Bắt tu. Sao? Bắt quần rồi. Đùa. Bắt để bắt tu đi nó sẽ phải ra đường à? Mua 50.000 đấy. Mọi người ơi, còn bây giờ thì chắc là phải tắt cái livestream này rồi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã ủng hộ shop nhá. Lấy đôi Linh đang đi. Ờ mọi người ơi, đôi Linh đang đi là G01 nhá. Mọi người ơi, đây là đôi dép của bác Thu đang đi mọi người ạ. Đây là đôi dép của người tạo dựng 15 phút nữa. Mọi người ơi, ok, nếu như 15 phút nữa tròn 2 tiếng mọi người. Bây giờ mọi người muốn lên mẫu gì ạ? Bây giờ là chương trình 15 phút like theo yêu cầu và giảm giá bất tận luôn nào. Bây giờ mọi người nhá, giữ nguyên view trên 500 cho em giảm giá theo yêu cầu luôn. Bây giờ mọi người muốn lên mẫu gì? Nếu như những ai hiểu sản phẩm nhà thiết chất, thuộc sản phẩm nhà thiết chất thì sẽ được bán với giá yêu thương luôn. Ba người em không thể đồng ý người tạo dựng ra phong cách của chúng ta. G01 là 450.000 ạ. Đôi Linh đang đi là G01 cả nhà nhá. Linh ơi, Linh đứng xa ra. Đấy mọi người thương nhớ, kiểu gây thương nhớ ấy, không tắt đi mà. Mọi người ơi, mọi người comment đi ạ. Mọi người comment đi để em lên váy mono à. Ok, sẽ đi tìm váy mono nào. Mình sẽ đi tìm váy mono nhá. Bốt vừa lên là K12 là áo á. 620 mọi người, bốt vừa lên là 620 nhá. Cái đôi cao cổ ấy là 620, còn đôi đế cao thì là 459 nha mọi người ơi. Linh ơi lên mono đi, khách yêu cầu mono lên mẫu mã cuối cùng. Sale vui đi. Sale vui. Vui là sale. Ok mọi người ơi, lên mono mọi người nhá. Em sẽ lên mono bây giờ đây ạ. Linh ơi nhà của chị đâu? Em không biết. Ghét em. Lên mono mọi người nhá. À, G01 sale đi. Ok, ba một tí nữa em sẽ giơ lại mọi người nhá. Mong tộ mọi người ơi, thực sự thì siêu phẩm dạ ấy, hôm nay đã về hai mẫu rất là hot. Nhưng mà hiện tại thì trời nó chưa có lạnh lắm nên mình chưa lên siêu phẩm dạ mọi người ạ. Mọi người hãy đón chờ những siêu phẩm dạ của nhà SeaChat nhá. Bao đẹp luôn, trời ơi quá ưng luôn. Lên mẫu xong là đã ưng luôn rồi ạ. K3 tí mình sẽ lên lại nhá mọi người nhá. Đây là K12 mọi người ơi. K12. Bây giờ mọi người muốn bán K13. K13 mọi người nhá. Bây giờ mọi người đấu giá K13 cho em. Bây giờ chương trình bán đấu giá mọi người ơi, mình vui rồi, mình không có quan trọng đến lợi nhuận nữa. Mẫu này em chơi đấu giá luôn mọi người ơi. Mẫu này em chơi đấu giá nhá. Nguyên giá của em này là 380.000 mọi người. Bây giờ mọi người đấu giá em này cho em đi ạ. K13 mọi người đấu giá nhá. Chơi đấu giá. Những ai mà đã chia sẻ rồi thì quay vào đây chơi đấu giá với SeaChat nào. Mẫu này là những mẫu ở những phút cuối cùng rồi, không quan tâm đến lợi nhuận, không quan tâm đến giá bán là ban đầu nữa. Bây giờ mình đấu giá với nhau mẫu này đi mọi người ơi. Bác Tu cái gì này chết. Em chơi đấu giá mẫu này mọi người ơi, không quan tâm đến lợi nhuận nữa, mình bán hàng thế là quá đủ rồi. Bây giờ mình chơi với nhau vui luôn. K13 kể cả là không lợi nhuận vẫn bán.
Bây giờ mọi người đấu giá em này cho em nhá. Mọi người hãy comment mức giá mọi người muốn mua em này. Hãy comment mức giá. Đúng rồi, chỉ cần chia sẻ 3 lần sau đấy quay vào đây comment mức giá mọi người muốn mua nào. 100k bác Thu Hiền giá khởi điểm, 299k bác Hà Linh rồi nhá. Bác hai bác đấu giá cho em rồi, 299 rồi. Mọi người đấu giá đi nào mọi người ơi. Bác Thu mà như này thì 250k. Bác mày cứ như thế thì khách của nhà sĩ chắc lại ngủ muộn lắm. Linh có 15 phút nữa sẽ tròn 2 tiếng. 299k, 250k em đang ghi nhận mức giá đấu giá của bác đây. 200k mọi người cứ tiếp tục đấu đi ạ. Mọi người tiếp tục đấu giá em này đi ạ. K13 em chưa cho bác hàng đỗ, em chưa bán mã này nhá. Mọi người ơi, Linh chưa có bán mã này nhá, bởi vì mình chưa lên giá, chưa tìm được kiểu ai mà tâm đồng ý hợp để kết hợp ra giá cái mẫu này. 300k. Mọi người tiếp tục đấu đi ạ. 300k. Mọi người ơi, với mức giá đấu giá như này em chỉ bán cho 10 bác thôi nhá. Rồi, không cần đấu nữa, chốt luôn. 299k. K13 299k Linh. Chốt cho 10 bác nha mọi người. Bắt đầu chốt này. Em bắt đầu chốt mọi người ơi. 299k nào. 299k nha mọi người, bắt đầu chốt nhá. Bắt đầu chốt đơn mọi người nhá. K13 kèm số điện thoại giúp em nào. K13 kèm số điện thoại cho mọi người ạ. 299k là một cái mức chỉ bằng tiền công của mọi người đi may thôi, chưa kể nguyên phụ liệu đúng không ạ? Lại là một thương hiệu by C-Chat hoàn toàn không mặc có thể bán lại được luôn mọi người ơi. 299k, 350k em cũng không bán nữa nhá. Em không bán hơn mọi người, em chỉ bán 299k thôi ạ. Bắt đầu chốt hàng nha mọi người ơi. Em chốt rồi chị Hằng Đỗ ơi, 299k chị nhá. Chốt cho bác Phạm Mai là một bác đầu tiên ạ. 299k mọi người nhá. Cú pháp K13 kèm số điện thoại giúp em ạ. Ok, người thứ 3 đã chốt hàng nha mọi người ơi. Người thứ 4 nha mọi người. Ok, còn 6 người cuối cùng nữa được chốt mã này nhá. Bác Thu Hiền là người thứ 5. 5 người cuối cùng nhá. Lương Quỳnh người thứ 6. Ước gì camera có thể quay ở đây để nhìn thấy một cục mỡ đang lắc mọi người ạ. Ok mọi người, hai người cuối cùng nhá. Mọi người chắc là Linh phải đóng model thôi, bởi vì đã hơn 10 người rồi. Vẫn nhiều bác đặt quá, em phải làm sao đây à mọi người? Biết để hàng cho ai bây giờ? Trời ơi, mọi người đang chốt không giới hạn với em rồi. Nhưng mà mọi người đã chia sẻ cho em chưa ạ? Em chỉ muốn mọi người là đã chia sẻ cho em được chưa ạ? Với những sản phẩm mà em bán không lợi nhuận sau khi trừ lương của Linh nữa là em trả được cái gì? Rồi nhá, tối em vào thay quần áo các bác ạ. K13 mọi người ơi, em cảnh báo một xíu là K13 hiện tại lượng đơn đang quá tải mọi người nhá. Nên những bác nào chốt K13 mà với mức giá yêu thương này, nếu như hết hàng ngày mai như em của em có thể chốt đơn cho mọi người á, thì mọi người chịu khó chờ em để em sản xuất thêm để trả đơn cho mọi người nhá. Bởi vì là với lượng đặt hàng mọi người, với những cái mức giá mà quá là yêu thương như thế này, chắc chắn là lượng đơn đặt hàng quá tải rồi mọi người ạ. Tầm này đang được đấu giá với giá là 299 nhá mọi người ơi. Ai lấy mã này comment K13 kèm số điện thoại nhá. Nhưng mà có thể là Linh chỉ chốt cho 10 bác đầu tiên là 10 cái đầm có sẵn thôi. Còn các bác phải đợi hàng của em khoảng 2-3 ngày mới có đấy. Nếu như mà các bác vẫn muốn mua cái mẫu này ạ, thì các bác hãy cố gắng đợi hàng 2-3 hôm nhá. Mọi người lưu ý là đã chia sẻ giúp em mọi người nhá. Mình mua được sản phẩm với mức giá đấu giá vô cùng yêu thương rồi, thì mọi người đừng tiếc nhau phím chia sẻ được không ạ? Xin Ivan ơi, sơ mi kẻ xanh hiện tại đang là chỉ có 1-2 chiếc ở cửa hàng thôi, nên là mình không có thể lên trên livestream được. Chị ơi, giảm váy cổ tàu 2 tà buộc. Ok, tiếp tục giảm mọi người nhá. Giữ lượt view trên 500 cho em. Hôm nay em bắt Linh chiến thâu đêm luôn. Mọi người ơi, tiếp tục giữ view cho em nhá. Nếu mà tụt view em không có sale đâu mọi người ơi. Mọi người ơi, tiếp tục giữ view cho em ở mức 500 mọi người nhá. Dưới 500 em không có giảm tiếp đâu ạ. Mọi người giữ view 500 cho em, hiện tại là 493 người rồi mọi người ơi. Nếu như view giảm thì chắc chúng ta sẽ phải chia tay nhau. Còn nếu như view tăng, chúng ta tiếp tục bán hàng không lợi nhuận, ok chưa ạ? Rất là fair đúng không mọi người? Bây giờ anh đi hay anh ở? Anh chọn đi. Bác xin Ivan cứ inbox cho bên em nhá. Mọi người giữ 500, giữ view 500, em sẽ tiếp tục sale. Và hứa mọi người là sale không lợi nhuận luôn. 502 rồi. Xét chân chỉ hiện tại đang nợ đơn rồi mọi người ơi. Cho em xíu em đi chọn nhá. Nào bác không được, em đã đương rồi như thế. Chỉ có Linh tự nhận Linh là đương rồi thôi.
nóng như thế nào. Mọi người ơi, bây giờ là một siêu phẩm với giá 299k. Cái gì đó? Siêu đẹp. Anh có biết không anh? À, mọi người ơi, thực ra là mọi người ơi, thực ra là trong cái cuộc sống này thực sự là đôi khi mình muốn tiêu tiền mà mình không được tiêu, nhưng đến với nhà sĩ chất mọi người muốn tiêu bao nhiêu tiền là được tiêu bấy nhiêu, đúng không ạ? Đó, nên là mọi người đừng có cằn nhằn là vì sao mình tiêu nhiều tiền, đúng không ạ? Có thấy bác Na Na Diễm nhá, cảm ơn rất là mọi người đang giữ view rất là tốt ạ. Đây là mọi người đã chia sẻ đúng thành công ạ. Em chắc được chia sẻ một xíu nhá, em chắc được chia sẻ một xíu, em chỉ bán hàng với giá tương tác cho mọi người thôi, nên là mọi người đừng tiếc em phím chia sẻ nhá. Hiện tại lượt chia sẻ của nhà sĩ chất là 2.700 rồi mọi người ạ. Mọi người có thể cho nó lên tới 3.000 cho em được không? Hiện tại là 2.700 lượt chia sẻ rồi ạ. Cơm muối. Mọi người ơi, một siêu phẩm mang tên K14 ạ. K14 420. Trên livestream này em sale. Chồng thì tu sinh trai quá. Mọi người ơi, K14 là sale còn 299k nhá. Một siêu phẩm thiết kế váy có điểm nhấn nhá như thế này mà em chỉ bán với giá là 299, không bằng tiền công mọi người đi may một chiếc váy luôn. K14 mọi người nhá. Đây là K14 nha mọi người, bác bán giá bao nhiêu nhỉ? 299k mẫu này nha mọi người. Mẫu này là hàng mới về nhà em nhá, cực kỳ hot luôn. Váy này thì khoảng 67-68kg vẫn vừa được cho Linh, nên các bác tin mẫu của Linh được ạ. Vào đây comment cho Linh theo K4 kèm điện thoại nhá. Đây là đặc điểm K14 nha mọi người. Đây là cái đặc điểm của cái váy này nhá. Phần tay được cách điệu nha mọi người, rất là xinh luôn. Và cái tà van này khi mà mọi người mặc váy lên thì nó sẽ là như thế này. Mọi người có thể buộc vào cho em nhá. Rất là xinh luôn nha mọi người ơi. Đây là K14 nhá. Giá tại livestream chỉ có giá là 299k. Các bác ơi, em đảm bảo với các bác nhá, các bác không đi mua ở đâu với một cái váy giá đầu 2 mà được chất đẹp cả. Em đảm bảo luôn, ít nhất là đầu 4 đầu 5 mới được một cái váy bình thường. Còn nếu mà các bác mua đồ thiết kế như nào sẽ chắc đấy ạ, ít cũng phải là 700-800 mới được một cái váy tử tế luôn. Nhưng mà làm sao nếu em lại bán được giá này ạ? Bởi vì bây giờ muộn rồi. Bây giờ là muộn rồi, nhưng mà các bác vẫn đang dành tình cảm cho em, vẫn đang ngồi đây xem em like ạ. Nên là Si Chat quyết định sale xuống giá là 299k mỗi này cho mọi người nhá. Không mua thì cực kỳ là tiếc luôn nha mọi người ơi. Không mua thì không có cơ hội lần thứ hai đâu ạ. Bởi vì em chỉ sợ sau ngày mai thôi là đã không còn mẫu này để mà trả hàng cho khách rồi. Nên là mọi người ai thấy mẫu này ạ, ai đang là những người may mắn coi livestream của em đến bây giờ là khung giờ vàng ạ, khung giờ có thể là đẹp nhất đêm nay đúng không ạ, thì mọi người hãy nhớ là phải comment mã sản phẩm này kèm số điện thoại cho em nhé, là K14 kèm số điện thoại nha mọi người ơi. Bác ơi, cái bác ơi. em bác Tư vừa nói gì nhỉ, bác Quân nhỉ, lúc mà em làm tất nhạc ấy nhỉ? Em nhớ giờ đó mụ mị đây, đừng ở trong YouTube. Mọi người ơi, K14 sẽ là mã cuối cùng và em sẽ không lên mã nữa đâu. Cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn. Hôm nay mình máu lửa với nhau quá đúng không ạ? Mình giữ lại cái nhiệt này cho tối ngày mai tiếp tục mọi người nhá. Luôn luôn là những sản phẩm, những siêu phẩm mới. Mọi người ơi, em bán hai người này luôn, em bán hai người này luôn mọi người ơi. Một siêu phẩm mang tên K15, một siêu phẩm mang tên K16. Mua ai? Ôi mọi người ơi, Linh đang đi xếp độn 10 phân đấy. Trông kinh quá. Đi dần đi, em cho mình đứng người cao đi bắt đầu. Mọi người ơi, K14 là chất liệu mango trơn phối van mọi người nhá. Linh sau lại phần tay van. Điểm nhấn của em này là phần tay mọi người ạ. Đó, mọi người thích không ạ? Quá đẹp luôn, K14 quá đẹp. Em cho 5 băng nữa mọi người ơi. Máy em cũng đang chuẩn bị hết pin rồi, em cho 5 băng nữa thôi nhá. Áo cộc tay đang bị hết hàng rồi, bác Nguyễn Tuyền ơi. Mọi người, 5 người cuối cùng chốt K14 nữa rồi. Mình sẽ đi tục. Bác Thư hình như ở đây có cho thuê nhà nên em sẽ nghĩ em sẽ thuê luôn cái nhà ở trên đó. Để một ngày em like 4k. Được. Ok bác Hồng Hạnh. Bác Casey ơi, em chốt là còn 4 bác nữa nhá.
bác Andrina là còn 3 bác nữa. Bác Nguyễn Hiếu em chốt là còn 3, là còn 2 bác nữa nhá. 299 2 size là dưới 65kg ạ. Váy wing thiệt rồi, ôi Sinivan này bây giờ không lót nổi là váy wing là váy gì nữa rồi. Bác Thu Hiền được chốt nha. Váy này hợp tất cả các giày mọi người ơi. G01 hoặc là G03 giày chiến binh sỏ ngón đều ok. Linh đi thử giày 03 đi cái. Với lại mẫu giày này nhá, Linh sẽ lên thử với G03 nhá. Bác Xuân Nguyễn em chốt là còn một bác nữa thôi nhá. Em sẽ đi thử mọi người nhá. Đây ra 150 ạ. Hello tất cả mọi người nha. Đó mọi người nhìn Linh đi với lại giày khác mọi người nhá. Một em xăng đan cao gót G01 cũng rất là xinh. Và một em G03 chiến binh sỏ ngón thì rất là ngầu đúng không ạ? Ok, đội cái mũ vào Linh này. Không, vậy thì sao bây em đội mũ được mà. Em sale luôn cái mũ giá 29k cho các bác nhá. Không biết là mình có hàng không? Không kia đâu. Không kia không hàng. Bác Thu này, thằng nào từ lễ giờ em cứ thấy mùi mà là. Vẫn là, vẫn thấy à? Vâng. Đội mũ vào ra đây. Thôi mũ này hết rồi. Thôi mũ này hết rồi. Em đội đằng sau đây là trước. Thì nó sẽ không có cái sắc. Cũng mới về nó không có sắc. Đấy. Thế. Mọi người ơi, ngày hôm nay bán mũ với giá yêu thương lần đầu tiên. Nha, mọi người. Lần đầu tiên 29k cái mũ này ạ. Lần đầu tiên trong cuộc đời em bán mũ này với giá là 199k, chốt cho 10 bác đặt là mũ kèm số điện thoại trên livestream này mọi người nhá. 199k em mũ này thôi, lần đầu tiên chốt cho 10 bác đặt mũ ở trên livestream này thôi ạ. Không có như này thôi. Mọi người ơi, em chốt cho bác 10 bác đặt mũ nhá. Là 199k, bình thường mũ là 290k nhá. Đai da là 150.000 mọi người ơi. Giày chiến binh là 480.000 mọi người nhá. Bác Diệp Hồng ơi, mũ lần này về nó sẽ chỉ có phần trơn như này thôi mọi người nhá, đó. Phần mũ nó chỉ có trơn như này mọi người nhá. Chốt cho bác Trần Tuyết Hồng một mũ, cho bác Sinivan một mũ này. Lần đầu tiên trong cuộc đời xin chát. Hôm nay chị Thu vui lên sale bánh nóc. Mọi người ơi, mọi người phải đồng ý với em một cái này nữa. Có ai vote cho bác Thu làm một chương trình sale toàn bộ cửa hàng không ạ? Free toàn bộ cửa hàng ạ? Có, Tôn Thất Tùng mọi người ơi. Linh Lung ơi, hiện tại shop có 2 cơ sở mà bạn ơi. Số 39 ngõ 10 Tôn Thất Tùng Hà Nội và số 26 ngõ 4 phố Hoa Lư nhá. Và bác nào mà sẽ đang tìm mặt bằng ở Cầu Giấy, bác nào thấy ở Cầu Giấy thì nhớ inbox cho shop nhá. Mọi người ơi, mọi người hãy qua xin chất để chơi với Linh nhá. Mọi người ơi, mũ là 199 ạ. Có ai chốt mũ nữa không ạ? Em sẽ chuẩn bị ngừng livestream này đây mọi người ơi. Vẫn hơn 500 bác đang xem. Ôi bây giờ là các bác không muốn mình tắt livestream luôn đi. Nón cho bác Nguyễn Hiếu là em còn 7 băng nữa nhá. Áo đang mặc, váy đang mặc là mã K14 sale còn 299.000 ạ. Ok bác Nguyễn Hiếu nhá, đai da bác Quỳnh Thúy chốt này. Bác là xin lỗi mọi người nhá. Linh ốm mất rồi. Khổ thân. Bác ơi. Mọi người ơi, bác Thu đến rồi phải tắt livestream không biết nói gì nên phải nói Linh ốm đấy. Mọi người đừng tin. Ok mọi người nhá. Đai ra là 150.000 mọi người ơi. Ôi bây giờ thì chắc là phải tắt cái livestream này thật sự rồi. Chốt cho bác Mưa Ngâu em còn 5 mũ nữa mọi người ơi. Nếu như ai mà không săn mũ giá sale ngày hôm nay là ngày mai mua với giá là bác ơi. Ôi em thấy rồi. Em tưởng bác đứng về xa xa một tí. Ôi thề luôn là em tưởng bác đứng xa. Áo vàng K1 là 199k. Chốt đơn cho mình. 56kg vừa Hương Nguyễn ơi, áo này váy này có size SM, mũ là 199 mọi người ơi, lần đầu tiên mũ xem 199 nhá. Hôm nay vui quá. Hôm nay vui quá. Em đứng ra đây. Đó, em đứng ở đấy, em đứng nghiêng thế, dạng tay ra. K14. Đằng trước như thế này, đằng sau như thế này. Đó. Đằng trước. Ok. Mũ là 199 ạ. Mũ không có quy đâu nha. Bảo với khách nha. Mọi người ơi, mũ trơn nữa không có phần này đâu ạ. Váy cộng đai da. Bác Thư Bình ơi, bác Thư Bình comment cho Linh số điện thoại đấy nhá. À mọi người ơi, có ai vào livestream muộn muốn xem lại mã K1 không ạ?
Mã K1 là một siêu phẩm sale 199k nha mọi người. Nếu mà ai vào muộn ý, muốn xem lại mã K1, comment cho Linh một dấu chấm nhá. Không còn nhiều đâu, sợ không biết là không biết có còn hàng không ấy. Đây nha mọi người, sale 199 nha, em chốt được đúng 10 người thôi nha mọi người. Tháo đai cho mình xem mới ok nhá. Kia là K1 nhá mọi người. Ai lấy K1 comment cho Linh K1 kèm số điện thoại. Em sợ thiếu ấy, bởi vì livestream ấy lúc đầu bắt đầu mà không có nhiều người xem lắm. Nhìn lỗ mũi luôn này. K3 mọi người xem livestream nha. Chị béo béo lấy rồi ạ. Chào mọi người đi. Mọi người ơi, mọi người có lẽ là Linh phải kết thúc livestream ở đây rồi. Và mọi người chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ nhá. Hẹn mọi người vào 9:30 ngày mai nhá mọi người. Mọi người hãy nhớ là có livestream của Linh 9:30 hàng ngày nhá. Chúc các bác có một giấc ngủ ngon nha. Và có một buổi tối vui vẻ bên người thân và gia đình. Bye bye các bác. Các bác ngủ ngon nhá. Còn bây giờ thì Linh sẽ đi ăn mọi người ạ. Bye bye. Để anh hát bà chúc bé ngủ ngon.